Thật sự cuộc đời của người mình mà còn sức khỏe mà làm đi. Việc thiện, việc tốt thì sao không làm? Ý nghĩa mà. Cho nên những đức cứ nhắc mình vậy hoài, ngồi gần hòa thượng mà tôi cũng nói, tôi bây giờ tám mấy tuổi mà tôi thấy tôi còn làm được, tôi thấy mừng. Một ngày nào mình chết đi, mình thấy mình cũng vừa bụng đức rồi. Còn ông giờ ông còn trẻ, ông cố gắng đi. Một đời đi qua ai cũng chết một lần. Những câu nói của người tu Iran nha quý vị ơi, sau này chết đi cũng là xong cuộc đời mà mình vui mình đi. Vì với Phật, đi đến đây làm trách nhiệm cho Phật thì làm cho tốt đi. Tôi thấy ông cũng cực lực nhiệt tình, nè cho hũ sâm về uống nữa bữa đó la. Cho hũ sâm cho uống về đó la. Hũ sâm này nè, trẻ như ông uống thì nó bổ, già như tôi mà uống bậy bạ đứt đường luôn. Nó bổ không nổi nữa. Nên thôi để cho ông uống đó, đem về uống đi, để bữa đó la cho lớn lên, để cho nó cúng dường tiền nhiều nhiều tôi xây dựng. Tự xây chùa mà quý vị coi. Thật sự mà nói tội nghiệp ghê, 82 tuổi ăn uống cái gì, đi chơi cái gì bây giờ. Phật tử bao nhiêu chục năm tu hành gì, tượng Phật bao nhiêu pho tượng lát vàng để cho người ta nhìn. Nhưng hòa thượng không biết một cái bộ tượng mà đẹp vô cùng đẹp luôn, thấy đi đến nhà một Phật tử, thấy bộ tượng đẹp cái nhìn thích. Cô Phật tử nói thôi được, con cúng dường cho hòa thượng, đem về. Bữa đó mà tượng về chưa kịp, cứ đợ, cứ canh đem tượng về. Về xong gõ chuông, gõ trống, rồi xong niệm Phật, ngồi nhìn tượng hoài. Thì thấy cả đời tu hành, xây chùa chiền quá trời luôn. Bây giờ quý Phật tử gì dù có cúng dường hòa thượng cỡ nào đi chăng nữa, có tiền là xây chùa liền. Vừa lễ xong là đi móc móng liền, quý vị coi kìa. Phải không? Vừa lễ xong quý vị đi qua bên cái đại tùng lâm mà ngay cái cổng chùa, quý vị coi phải móc móng bên nào, móc móng nữa kìa. Nó ngày hòa thượng nói giờ chưa mưa móc móng đi. Những đức nói từ đây tới Tết chắc mình có đậu chàng mới nữa đó. Chàng mới nữa đó. Dẫn đâu. Nói vị coi mình cúng dường cho một người vậy, tuổi già mà tâm quyết vậy, tiền để làm gì? Hòa thượng cũng biết rằng khi hòa thượng một hơi thở ra, không hít vào hòa thượng có cầm tiền theo được đâu. Bây giờ tiền của Phật tử người ta cúng đưa, những đức dư bao nhiêu đưa hòa thượng, kia cỡm đưa từng chút đưa, được hết trơn. Xây dựng lo lắng cho các cụ đại chúng đầy đủ hết trơn, cầm nhiêu đưa tiền đưa hòa thượng điêu riếu đưa hết. Từ nơi đó những đức biết đưa cho hòa thượng, hòa thượng làm. Hòa thượng cũng nghĩ ra rằng cái việc tôi lớn tuổi à, bữa nay không làm ngày mai sợ không làm được. Nên con người sống trong cái cuộc đời này tuổi già như là ngọn đèn treo trước gió đó. Thôi bây giờ nó còn sáng được thì làm đi. Lỡ đêm nay gió thổi bất tử tắc thì sao? Thì cuộc đời mình cũng cảm thấy hết lòng hết dạ, không có đợi ngày mai. Đừng có nói là già tuổi trẻ chúng ta nè, mà có khi cái vô thường nó đến là nó đến liền. Nó cũng như cái câu chuyện mà như đức kể mấy ngày nay đó vì coi. Cha đời cũng khổ thì sao đó, con khá giả giàu thì sao đó, mướn nguyên chiếc máy bay rồi lên chiếc máy bay đó để tổ chức sinh nhật cho cha, để bay vòng vòng cái vịnh Hạ Long để nhìn cái cảnh đẹp cho cha vui, mong làm gì để cho cha mình được vui, gia đình đủ lên đó ngồi ăn uống để tổ chức sinh nhật cho cha. Cuối cùng nghiệp duyên nó đến thì sao, tự nhiên máy bay nó chúc đầu xuống, nó gất cái vịnh Hạ Long chết queo. Quý vị coi con người sống trong cái cuộc đời này nó vô thường còn hơn cái gì nữa. Quý vị thấy vô thường nó đến nó có báo mình không? Vua Diêm Vương mà ký sổ quý vị có báo gì biết không? Không đâu. Chừng nào đến đem quý vị đi là đem đi à. Nên chúng ta là người tu phải nhìn được cái vô thường, để cuộc đời mình sống ngày hôm nay, mình sống tốt ngày hôm nay. Nên trong kinh Phật mới nói là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Đúng không quý vị? Vậy mà không chịu cười à. Vậy mà cái mặt cứ nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Sự nghiệp gì trong cuộc đời này tồn tại nhất? Cười là sự nghiệp lớn nhất đó. Lỡ người ta nói mình điên nè, tôi điên rồi, tôi đã điên rồi. Kệ trong Phật pháp vậy đó. Người ta nói mình điên rồi, cười hoài. Nói tôi điên mà tôi biết cười. Hiểu chưa? Người khôn mà không biết cười. Như vậy thì chọn điên hay là chọn khôn? Chọn đi. Thà chọn điên mà biết cười còn ngon hơn. Nó thiệt đó. Con người mình mỗi ngày sống biết vui, không có buồn nặng nề cái gì hết trơn. Thành bại trong cuộc đời này nó đều có sự sắp xếp sẵn rồi. Bây giờ cái đứa này nó đi học, học giỏi còn hơn cái gì nữa. Năm nào cũng lên lớp. Vì coi cả đời cái đứa này sau này đi nó có thành đạt không? Chưa chắc nó học giỏi mà nó thành đạt đâu quý vị.
Số bạn bè của những đức nè, nhiều người ta học hành giỏi quá trời đó, mà người ta không hơn những đức đó, không hơn những đức trong cái thời cuộc bây giờ đó, không bằng những đức rồi đó. Mà trong khi những đức lớp 3 ở lợi 9 năm. Bao nhiêu người người ta đều nhìn thấy những đức, người ta nói rõ ràng luôn, dùng cái thứ xấu, hô, nghèo, dốt, nó mọi mặt nó đều tệ hết trơn quý vị. Người ta đều nói đời mày tiêu rồi, hiểu không? Không có đứa nào mà lấy mày đâu, lấy mày là thúi quậy, xấu, tiêu à, thấy không? Nhưng ai ngờ, ai ngờ không? Nói vậy coi, giống như sớm đưa cái đám bà cụ đi này nè, nhiều người trong đó như đức nhìn người ta, lúc như đức còn nhỏ như đức thấy người ta nhà giàu lắm, mấy người trong ngồi đứng ở trong đó đó toàn là những người giàu giàu ngày xưa không, mà chính mình đi làm thuê làm mướn cho người ta, chứ vị biết đó. Mà bây giờ như đức giúp ông bà cha mẹ người ta đó, có ai ngờ cái thằng này năm xưa nó mà bèo nhèo tệ hư, mà bây giờ nó làm chuyện này không? Cuộc đời của người quý vị ơi, ai biết được ngày mai quý vị ơi. Thật sự mà nói á, có khi bữa nay mình khinh rẻ người ta, mà có chừng ngày mai có chừng mình phải nhờ giả người ta đó. Nó thật sự mà nói, đừng có nên khinh rẻ người khác. Cuộc đời của người xong có lúc người có khúc. Con người mình đi trên đoạn đường quý vị cũng thấy rõ ràng, có những đoạn đường nó cong quẹo, nhưng mà chạy một chút lại gặp đoạn đường bằng phẳng. Mà đoạn đường bằng phẳng cũng chưa chắc là đường đường này bằng phẳng hoài, nhưng mà chạy một chút có khi gặp ổ gà. Đó, ổ gà quá rồi lại gặp con đường bằng phẳng. Nên con người cũng như đoạn đường nó có khúc gì đó. Nên chúng ta sanh trong cái cuộc đời này không có ai đoán được chúng ta số mệnh như thế nào hết. Chúng ta hãy sống cho đặc biệt của ngày hôm nay đi, hiểu chưa? Đó. Nên nghe gì rồi cái tư tưởng, cái tư duy của mình nó nhạy không? Nó đặc biệt vô cùng, quá tuyệt vời rồi. Nên những đức mong Phật tử chúng ta là những con người gặp nhau trong cuộc đời này quý vị, cái truyền trao tư tưởng cho nhau đẹp nhất là gì? Là đừng buồn giận ai để trong tâm hết chứ. Đừng buồn giận ai để trong tâm chứ. Mà mấy bà trẻ nghe, mấy bà mà không buồn giận người ta là mấy bà trẻ đó. Mấy bà mà buồn giận người ta là cái mặt bà mấy bà nhăn nhăn dít, nó nhăn luôn á, nó mau già như con khỉ khô. Đi đâu mà cũng cái mặt nhìn là thấy biết rồi, khó khăn, gặp chạy mắt dép, hiểu chưa? Đi đâu mà cũng kiếm dép, cũng kiếm cơm, cũng kiếm chỗ ngồi, nghe pháp mà cũng ngồi nhìn lên, mà nhìn gì nè, không dám nhìn mấy bả luôn, tại nhìn mấy bả giảng vô. Giờ mình đang giảng ở đây đang vui vẻ giảng, mấy bả ở dưới ngồi nhìn lên làm nè. Tôi mệt, tôi bảo tôi sợ quá trời, sợ nhìn gì đâu mà ớn mà chết luôn. Nhìn gì mà nhâu mày nhâu mặt không biết nữa, đổi cách nhìn lại đi, thay đổi cách nhìn lại. Con người mà vui á, ngủ cũng thấy thương nữa. Những đứa nói thiệt đó, nó đã vui rồi ngủ cũng dễ thương nữa. Con người mà sân si dù mở mắt cũng thấy ghét nữa. Vì sao? Vì sân si khó chịu. Gì thì đổi lại đi, đổi lại, đổi lại được sao không được, ai mượn? Có bà kia nói thầy ơi, thầy bao nhiêu năm nay nó nhăn dí bây giờ nó thành vậy luôn, nó không mà đổi lại được. Bà đổi lại đi, những đứa ngày xưa cũng nhau dữ lắm đó, bây giờ đổi lại được rồi, bà đừng có nhau nữa, bình thường thôi. Bây giờ mình mà ngày nào cũng bà đổi lại thôi. Đổi được sao không được, hiểu không? Do bà không chịu đổi, hiểu không? Nó cái tâm trạng của bà làm sao đó, bà không chịu đổi đó. Chứ bà mà tự nhiên mà cởi mở ra là nó đổi liền cái tướng của bà liền, nó thiệt, hiểu không? Đó, nên quý vị nghe gì rồi, ung thư muốn trị bệnh được dễ thì cái tâm trạng quý vị là quan trọng. Cái tâm trạng quan trọng lắm á, cho quý vị biết á. Hai cô bị bệnh ung thư, nhận được thấy rõ ràng, hai người hai tư tưởng khác nhau. Một bà bị bệnh ung thư mà nhìn bà không biết bà bị ung thư. Một bà bị bệnh ung thư mới có 2 tuần là thấy bà sắp chết. Đừng nói ung thư nữa, bà tiến thêm bước nữa là sắp chết. Vì biết cỡ nào chưa?
Một bà này ung thư, bà ăn chay, bà niệm Phật, bà vui, bà không nặng nề gia đình gì, bà nghe như Đức giảng, bà hiểu, bà làm. Rồi bà vẫn sống bình thường, hai tuần sau bà vẫn bình thường. Hai bà kia ung thư, vừa bị ung thư, nghe Phật tử chỉ ăn kiêng, nhịn đói để trị bệnh ung thư. Rồi tâm trạng bà nặng nề khi bà ốm, bà đói, bà mệt. Rồi bà sợ chồng bà bỏ bà, rồi con bà chết đi con làm sao, gia đình sao. Cuối cùng cái tâm trạng đó của bà có hai tuần lễ sao, bà ăn gì nè quý vị? Chứ nói trời trời sao bà sao mới đây có hai tuần mà sao bà kỳ với chợt. Bà nói mấy ngày nay, mấy tuần nay không có ăn uống cái gì hết thầy ơi. Thầy nói sao bà không ăn, bình thường bà ăn chay bà ăn được mà sao không ăn đi. Nói đang trị bệnh nên không có ăn, ăn kiêng, ăn cái kiểu mà không có ăn cơm bình thường quý vị, ăn chút rồi nhai hoài để trị bệnh á. Nhai có hai tuần ốm o gầy mòn luôn, tâm trạng nặng nề luôn, suy sụp tinh thần luôn. Còn cái bà cái hai tuần bình thường luôn. Những đức nói bà là ngon đó, bà có chết cũng ngon nữa. Tại vì sao? Vì thọ mạng đến lúc mới chết. Mà tôi thấy tâm trạng bà ngon. Còn cái bà này bà chỉ cái gì tôi không biết, chứ tôi nói bà tiêu. Nhìn bà làm này. Nói trời sao mà hai tuần trước gặp cô đâu có gì mà sao mau xuống dữ nói. Ăn nhai tối ngày thầy ơi, giờ đang nói chuyện với thầy mà cũng nhai nè. Hỏi bà đang nhai gì à? Nhai cho nó tiết cái gì ra để mà trị bệnh. Nói bà nhai hoài mà không có được cái gì, bà hao năng lượng là phải. Thấy không? Bà nhai hoài đó mà. Những đức nói rằng cuộc đời con người chúng ta nghe đạo biết tu. Đức Phật nói trị bệnh gì cũng bằng trị bệnh tâm. Tâm bệnh, bệnh là cái điều đáng sợ nhất mà đi đến đọa lạc và khổ đau. Tâm bệnh. Người ta bệnh cũng là bệnh mà người ta bình thường. Bà bệnh sao kỳ cục đi. Bà vô bà coi đứa bé 11 tuổi kìa. Nó bệnh kinh khủng luôn mà nó bình tĩnh kìa. Bà coi nó kìa. Bình thản mà thấy chưa. Giờ bà mà tình trạng kỳ cục, bà chưa đến nỗi chết đâu. Phải chi bà ăn chay bình thường, bà ăn uống bình thường đi. Bà sống bình thường, bà niệm Phật bình thường để cầu giáng sanh đi. Coi chừng bà còn tiêu nghiệp hết bệnh. Những đức nói tất cả những người bệnh ung thư hay sida chuột gì cũng vậy. Những đức nói cho vị nghe, vị chỉ cần luyện được một cái tâm trạng thôi. Tâm trạng bình thường. Bệnh ung thư có thời gian lâu rồi, bây giờ bác sĩ vừa khám là biết bệnh ung thư. Bộ bác sĩ khám bữa nay là mới bệnh ung thư hả? Bà hỏi bác sĩ bệnh ung thư này từ hồi nào? Bác sĩ nói cho bà nghe, lâu rồi. Nhưng mà bà ít đi khám bệnh, tới bây giờ đi khám bệnh mới biết nó bị bệnh ung thư. Bữa nay bị bệnh ung thư, nhưng thật sự ung thư này đã lâu rồi. Nhưng mà bữa nay bà lại bế tắc, vừa nghe bác sĩ phán ung thư, bà tự nhiên điện thoại. Bác sĩ ơi, bấm số điện thoại chồng con coi bác sĩ. Ủa sao bà không bấm này? À, thấy đường rồi. Sao kỳ á, ung thư rồi. Không thấy đường nữa bác sĩ ơi. Chồng bà tên gì? Trần Văn Màng. Trời ơi, chồng bà tên kỳ cục, bà tên Trần Văn Màng. Chồng Trần Văn Màng á, được rồi, nó kiếm tới dò tên Trần Văn Màng. À đây Trần Văn Màng phải không? Đúng rồi, Trần Văn Màng đó bác sĩ, bấm đi bác sĩ. Bấm lên. Rồi đổ chuông mà nghe đi. Anh à. Ở gì vậy? Sao anh nói trường nghe nghe mệt mỏi gì? Ung thư rồi. Trời, ung thư gì sáng tới còn phải re mà. Ung thư rồi mà. Lỡ đây rước em đi. Trời ơi. Đi về hết nội rồi. Ở đâu? Chạm xá đó. Chạm xá nào? Chạm xá ngay chỗ Đại Tùng Lâm, phòng khám đa khoa. Bà ưa đi chùa đó mà, tôi nghe bà thầy gì, nghe thầy Đức giảng hoài mà sao bà kỳ cục. Nghe nhưng mà bây giờ em sợ lắm rồi. Thấy chưa? Thất bại liền. Hai bà mà một bà bình thường thì là bình thường, một bà không bình thường là không bình thường. Bây giờ quý vị nghe rồi, chọn đi. Chọn bình thường hay chọn không bình thường, đúng không? Ta lý luận cho quý vị nghe đó. Nên tất cả những người mà chúng ta nghe Phật pháp gì nè, quý vị thấy cỡ mở tâm tư không?
Chết thì nó sẽ chết, không chết thì nó là không chết. Như vậy chừng nào chết? Chưa biết. Chừng nào chết? Chưa biết. Như vậy mà bữa nay chết chi? Nay sống đi, vì chưa biết chừng nào chết thì bữa nay phải sống tốt. Sống tốt ngày hôm nay còn ngon hơn là chết rồi ngày hôm nay. Dù là mang thân đang còn sống nhưng tâm đã chết rồi. Chết rồi có ý nghĩa gì? Đúng không? Chết rồi có ý nghĩa gì? Tất cả những người bệnh ung thư nghe công đoạn này nghe. Niệm Phật có thể chuyển hóa tế bào ung thư. Tâm thiện có thể giải tỏa được những thứ u uất trong lòng. Tâm thiện có thể nuôi lại những tế bào bị bệnh và phát triển những tế bào bệnh trở thành tế bào khỏe. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi đến đây, ung thư mà mới biết ung thư là nói với chồng, việc nhà giao lại cho anh, con cái giao cho anh, em đi. Nói gì trời, sao mà tự nhiên đi kỳ cục vậy? Em nói với anh, em đã ung thư rồi, đã bị bệnh ung thư rồi, ở nhà cũng không giúp được cho anh bao nhiêu đâu. Anh hãy lo chuyện gia đình đi. Chuyến này em đi, một là quay trở lại là khỏe, hai là em sẽ ra đi về cực lạc. Đúng không? Nói với chồng vậy. Còn nếu em ở nhà em buồn khổ, làm nặng nề cho anh, làm nặng nề cho con, để em vô chùa anh, để em rèn lại cái tâm lực của em, nhờ thầy Nhân Đức mỗi ngày nạp pin giùm, giúp cho em được vui lên. Đúng không? Vui lên thì tự nhiên nó khỏe, còn không khỏe thì nó chết. Vậy thôi. Hiểu không? Đó, nên tất cả những người ung thư không cần phải sợ. Đã có chùa chúng ta rồi. Đúng không? Đó, mà phải kịp thời tranh thủ, đừng có đợi lết bánh. Đó là tự nhiên con khỏe không chịu vô đâu. Chờ tới nào mà đi không nổi, ginh băng ca vô thôi miễn đi. Đó là sao ginh băng ca vô đây sùm hết trơn, tứ tung lang tan. Nó phải có thời gian. Cái thời gian còn khỏe để gây dựng cho đến khi ra đi, kết quả này cực kỳ lớn, để sao làm trước đi. Nhân Đức nói, vừa bác sĩ nói ung thư cái là gì? Về nói với chồng liền, đi. Tôi tìm một con đường tôi đi. Chồng cản, đừng cản. Không, đừng cản tôi. Ông coi, trong nguyên một khoảng thời gian tôi làm vợ ông, tôi đã làm bao nhiêu chuyện trong cái gia đình này. Tôi đẻ con, tôi nuôi con khôn lớn, bây giờ tôi bị bệnh ung thư rồi, ông có chia bệnh này cho tôi hay không? Không phải không? Rồi khi tôi chết ông có thở phụ tôi không? Không phải không? Vậy thì đừng cản tôi. Lúc đó chồng đã trời, bà bình tĩnh, bà bình tĩnh, bà mới ung thư thôi mà chưa gì hết, sao mà ghê gớm vậy? Không phải ghê gớm đâu, mà tôi nói bây giờ tôi phát tâm nè, sẵn cơ hội bệnh thôi, có chờ đợi được nữa đâu. Điện xe 16 chở cho tôi. Từ từ, điện liền. Vợ tôi ung thư dữ quá. Alo. Xe 16 chỗ đến đi. Chừng nào đi bà, đỡ liền cho tôi. Lỡ liền. Tài xế lỡ liền. Bấm máy tắt. Rồi bây giờ sao? Đi xếp đồ cho tôi. Xếp đồ cho tôi liền. Lên xe, đi về hộ pháp. Còn khỏe, ngon lành mà, đang còn khỏe. Vô nói, không nói dòng do ung thư gì hết, xin cộng tu bình thường. Đừng nói ung thư ung gì chứ nha. Vô xin cộng tu bình thường, sống bình thường như mọi người, rồi cứ niệm Phật mỗi ngày, rồi cứ sống thư thớ mỗi ngày, không bận tâm lo gì, buông sạch cái chuyện gia đình hết đi, để rèn mình lại, để tế bào ung thư, nuôi sống tế bào ung thư lại hoàn toàn. Tại vì sao? Vì cái tâm nặng nề lo âu chuyện nhà, chuyện chồng, chuyện con, bận tâm mà tế bào bị hư. Bây giờ mình đã vì gia đình mình mà làm tế bào hư. Bây giờ phải vô đây để buông sạch gia đình, để nuôi dưỡng tế bào này lại. Nuôi dưỡng tế bào này lại thì từ từ hết ung thư. Nhân Đức nói với vị nghe nè, cái cô này nè đi vô chùa mình quý vị, bảo cấp bà mới vô quý vị, bà nám cái mặt hết trơn luôn. Cái mặt bà nám hết trơn luôn quý vị. Vậy mà bà vô chùa bà niệm Phật mà giờ mặt bà hết nám kìa. Vì thấy kinh khủng không? Tại vì sao? Vì ngoài bà lo nhiều quá, bà bận tâm nhiều quá, máu bị xấu. Đúng không? Lo âu, ăn không ngon, ngủ nguyên thì máu xấu chứ sao? Bây giờ bị coi máu thì Đức tốt, thử là đây, do máu biết. Hiểu chưa?
Máu của tôi bây giờ là tốt lắm cho quý vị biết đó nghe. Nên từ nơi đó, cái máu này ngày xưa là máu dê. Đó. Nhưng bây giờ cái máu này niệm Phật viết cái thành máu A Di Đà Phật. Mà giỡn đâu nghe. Nên ông nào mà máu dê vô đây niệm Phật đi. Rồi tự nhiên chuyển máu tốt mà. Hiểu không? Nó ngày xưa mà trời ơi, gặp mà một phụ nữ cái là ghê không? Vậy mà niệm Phật chứ còn chuyển được. Nên những đức nói với vị biết chứ cái tâm trạng con người nó chuyển quá hết. Đừng có nói bệnh tình gì mất công, bệnh gì cũng chuyển được chứ nha. Đòi hỏi cái tâm mới bị muốn chuyển hay không? Muốn chuyển không? Phàm phu mà chuyển làm Phật còn được mà đừng nói chuyện dẫn chơi. Cái bà kia bà nói là con nói thầy biết cái đúng là con nghe thầy giảng mà con quên con lùng luôn. Con ngày xưa con ngại thầy biết không, chồng của con đẹp trai nó cao kinh khủng luôn. 1m72, con 1m50. Coi mỗi lần con đứng với chồng con là con nhìn chồng con nói thiệt với thầy phải giơ tay lên mới gờ được lỗ mũi. Nó cao đến mức mà giơ tay lên gì nó mới đụng được lỗ mũi nữa. Rồi những đứa hỏi gì mỗi lần nó hung bà sao chồng nó chồm thuốc ở dưới luôn thầy. Tại bả lùng quá. Bả đi với chồng bả mang đâu guốc và bả dai nè. Bả đi mà cuối cùng ăn thua gì chứ quý vị. Kinh khủng không? Bả nói là trời con thấy con ngại ghê thầy, con thấy con sao con lùng nó xanh da, lùng xỉn như hột mít. Đi về lủng chuẩn nó chuẩn như kỳ cục hơn vậy. Vậy mà con nghe thầy giảng viết nghe thầy con quên lùng luôn. Thôi, ghê chưa? Kinh khủng thiệt, lùng mà còn quên lùng nữa. Đây nè, bây giờ tôi có còn nghĩ tôi hô không? Nếu mà nghĩ hô là giấu chứ không ai đi đem ra đâu quý vị à. Đem ra hoài có nghĩa là đã quên hô rồi. Đúng không? Quý vị nhớ nghe những cái điều giảng này nghe, tuy là quý vị nói nó đơn giản chứ không dễ giảng đâu. Nó không dễ dàng đâu đó. Đừng có nói cái chuyện giỡn quý vị nói á. Nói mà có những người ta nói nào là ông thầy nói thô quá này kia. Ờ lên giảng thô tí. Giảng thô gì thử có được không? Không có dễ đâu cho quý vị biết đó. Văn tự thì quý vị sẽ đọc thuộc ra. Vì coi vào văn tự bị viết ra, bị đọc thuộc, bị nói chuyện bình thường. Nhưng mà cái phát sức tự nhiên để đột phá vào nội tâm của mỗi một con người khi nghe pháp thì cái chuyện này không dễ đó. Nó đột phá vào tâm mỗi người nghe mà. Và tự nhiên nó khai quật những cái buồn khổ của người, mà nó lật ngược buồn khổ đi qua một bên luôn. Và nó phát triển niềm vui từ nội tâm luôn. Quý vị đi đây nghe rõ ràng mà. Có nhiều cô như đứa gặp mà ngày xưa còn già hơn bây giờ 10 năm rồi, mấy bà còn trẻ hơn ngày xưa. Tại vì sao? Hết buồn rồi. Bây giờ hiểu rồi mà. Tự nhiên cuộc đời mình giờ hiểu rồi. Bây giờ mình sống mình gặp sự cố gì mình cũng hiểu rồi, mình không có buồn chết nữa. Áp dụng cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Trả đi. Trả đi đi về cực lạc. Đúng không? Trả đi về cực lạc. Nó như bà cụ bữa nay không? Đưa thiêu đông ì đưa đi không? Ngày xưa dưới quê sát sanh nhiều. Bà cụ là dưới quê miền Tây ngày xưa người ta ưa đi đi cá ấy vì. Ghe bự 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 chở cá đầy một ghe. Cá cha ấy vì. Bắt đầu đem gì, bắt đầu đem cái cha chặt đầu. Người sống sống chặt cái đầu. Xong mặn thịt nó mới lột da của nó ra, lột thịt nó ra để muối làm khô. Nó bán chỗ này chỗ kia vậy. Hoặc là đưa cá đi bán, cá chết thì muối đồ này kia. Rồi làm khô, còn cá sống thì bắt đầu là bán sao sao. Đi bỏ chỗ này chỗ nọ vậy. Cá là ghe, đâu có đơn giản đâu quý vị. Nó thì nghề sát sanh cũng có được tiền nhưng mà cái phước trong mạng mới có. Nhưng mà mình đâu có hiểu. Thì bà cụ biết khi mà sau này bà biết niệm Phật. Khi tuổi già này quý vị biết bà cũng trả nghiệp ghê. Đúng là nghiệp nặng trả nhẹ. Trả nhẹ thì quý vị là trả trong cái đời ngắn ngủi rồi thôi. Mà cũng không đơn giản đâu quý vị ơi. Nhìn thấy thê thảm lắm. Mà đến khi mà gần mắt đây người nó lủng một cái lỗ sau lưng bự. Bự gì nè, ở trong thì nó lỏng bỏng. Còn ngoài nó còn lớp da. Còn nó hủy ở trứng giữa. Nên là giống như thịt không có gốc. Quý vị không? Cái đứa con gái nó trời nhìn mẹ đau đớn vậy quá, cắn răng cố gắng lấy cây kéo ra cắt cái thịt đó vòng 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 bằng cái chén gì cắt vòng vòng rồi nó nhặn xuống moi cái thịt ngang cái vị trí thịt thúi nó móc ra quào ra. Ngày xưa giống như Nguyễn Văn Công mà nếu để thịt thúi thì nó đau nhức dữ lắm, nên mới lấy ra để cho đỡ mẹ đỡ đau nhức một chút. Mà người con gái nhiệt liệt niệm Phật mà vì mẹ mà cố gắng
cắt thịt xung quanh xong moi thịt thúi nó ra, moi ra để vô một cái chén. Nó đầu moi ra tới nhìn tới đoạn nào mà thịt mà còn đỏ là thịt đó còn, còn thịt nào mà hoại rồi thì moi ra móc ra lấy cái muỗng móc múc ra. Kinh khủng thì quý vị biết, kinh không? Sự đau đớn cỡ nào chứ quý vị? Vì thấy thăng người chưa? Lúc còn sống gì chỉ cần ai động ai nói tới một cái là gầm gầm với người ta, kinh kênh với người ta, hừng hực với người ta, chỉ cần mà nói cái gì đụng chạm một cái thôi, nói tới tên tuổi mình một cái gì nói vậy, đừng có nói tôi nghe, tôi không có hiền đâu nghe. À, nhiều bà cũng dữ lắm đúng không? Có sống có kinh lắm chứ không dẫn đâu. Buôn bán ngoài chợ đồ người ta chỉ cần lợi mà trả giá gì một cái mà không được một cái là không bán được một cái là bắt đầu đốt bông lông tùm lum tùm la, không? Hoặc là ngang cái chỗ buôn bán mình mà có ai để cái sạp trước mặt mình, để xe trước mặt cái tức lên chữ sùm. Ngày xưa chưa tu bao nhiêu chuyện hung dữ thế chứ, nhưng mà kiếm tiền rồi xong tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng, khi sau này tới cái lúc nó trả nợ rồi mới thấy kinh khủng. Nên trong kinh Phật mới nói là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì sợ nhân tạo nhân ác, mình có quả ác nên không tạo nhân ác. Còn mình thì tha hồ tạo ác, rồi quả ác đến được kêu gào, đúng không? Kêu gào lắm mà. Khi mình đau đớn mình vô bệnh viện đi, nếu mà cái người mà giác ngộ nghe, ở trong bệnh viện dễ giác ngộ. Vô bệnh viện cái chỗ mà xe đụng đồ nhiều, trung tâm ung bú đồ này kia, mấy cái bệnh viện mà xe đụng đồ té xe đồ, mà đủ thứ cái loại bệnh đau, quý vị vô vòng chỗ đó đi, bị hiền luôn. Nếu bị giác ngộ, còn kẻ không giác ngộ thì chỉ lắc đầu tội nghiệp, rồi xong về tính nào tặc nấy bình thường. Còn mình mà giác ngộ mình nhìn một kiếp nhân sinh của người kia, nó trẻ chung thì tùm lum xe chạy bể đầu bể cổ gãy tay gãy chân tùm lum. Nên mình mà giác ngộ mình chạy xe ngoài đường mình thấy người ta bị xe đụng chùm chiếu, mình cũng nói trời ơi vô thường quá, phải gắng tu. A Di Đà Phật, đều dùng câu A Di Đà Phật không mà quý vị. Mình mà nói mà đi thăm bệnh đau trong bệnh viện thì mình cũng giác ngộ nhiều cái lắm quý vị ơi. Nhưng mà người thế gian người ta nhìn vậy, người ta nhìn xong mà bình thường à, người ta tiếp tục đi tạo nghiệp, nhưng người ta quên đi cái chuyện ngày mai sẽ đến người ta. Nên mới nói là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Nhân thiện không chịu tạo mà quả ác thì mới kêu gào. Có không? Nhiều lắm mày quý vị ô, rất là nhiều, con người là vậy đó. Đó. Nên mình bây giờ bắt đầu là mình bắt nguồn lại cái nhân thiện lại nè. Ngày xưa giờ mình gieo nhân ác nhiều, bây giờ mình gieo nhân thiện lại. Mình gầy dựng cái nhân thiện, mà cái nhân thiện niệm Phật, cái nhân thiện đem pháp tịnh độ đi chia sẻ cho người ta, cái nhân thiện an tâm cho người ta, cái nhân thiện ăn chay phóng sanh, cái nhân thiện này nỗ lực mà làm, cực lực mà làm để cái nhân thiện này nó phát triển cực kỳ mạnh lên. Vì cái tâm lực mà phát thiện của mình nó quá mạnh, nó chuyển luôn cái tâm ác kia luôn, thì bắt đầu là mình đớn nghiệp giáng sanh. Tại vì cái tâm thiện của mình, cái nhân thiện của mình đã tạo nhiều, nhưng mà nó không mạnh bằng cái nhân thiện bây giờ mình tạo. Cái nhân ác mình tạo không bằng cái nhân thiện bây giờ mình tạo. Nên cuối cùng bây giờ cái nhân thiện quá mạnh, nó lật ngược cái nhân ác, thì nó mang nghiệp giáng sanh. Nó cơ hội giáng sanh là mang nghiệp giáng sanh nghe quý vị. Đó, phải nỗ lực lên, phải cố gắng lên. Nó không có ai mà chia bệnh cho mình đâu, không có ai mà thở phụ một hơi đâu. Đừng có nói mà vì ai mà đi tạo nghiệp một đống. Đừng có nói vì ai mà tạo nghiệp. Chúng ta thấy chúng ta sống trong cuộc đời này quá hạnh phúc, gặp nhau toàn là giúp nhau tu phước tu duyên không thì coi có phải không, toàn là rủ tu không mà. Rủ tu không tối ngày tổ chức cho tu mệt chứ, đúng không? Tổ chức cho tu nói chùa làm cũng dữ lắm, giỡn đâu chàng. Người ta về ào ào lo chứ, nhưng mà phái rủ người ta tu vì mình muốn gieo cái nhân thiện cho nó mạnh. Vì đời mình đã biết mình làm ác nhiều quá rồi, bây giờ phải phát triển cái thiện cho cực kỳ mạnh lên nè. Bây giờ phải rủ một lực lượng thiệt là đông để mà cùng phát thiện. Cơ hội bị gặp một ông thầy, ông chịu tu, ông gan. Ông thầy này chết queo rồi, không biết còn ông thầy nào không. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị kiểm nghiệm hiện tại đi, bây giờ có ông thầy nào mà tu mà chịu gan, chịu tu như những đức quý vị đi kiếm đi. Những đức nó không phải là không có, nhưng mà khó tìm. Nó không có, không phải là không có mà là khó tìm. Bây giờ tìm được rồi, ông chịu tu, tu đi. Nên lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, tổ chức khóa tu, hay là bây giờ ngày mà gọi là đám dỗ tổ Hùng Vương nè, cái chương trình toàn là chương trình đẹp không à. Chương trình toàn là chương trình mà ăn trái nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn. Chương trình đặc biệt về nhân sinh không à. Nếu mà nói về nhân sinh hoàn toàn thì con người chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp chúng ta trong lục đạo hoài luôn. Bây giờ chúng ta nói về nhân sinh để phù hợp nhân sinh con người, nhưng chúng ta dạy họ là giải thoát và đạt nhân sinh. Nếu như bây giờ mình không khai quật tư tưởng Phật giáo,
là một tư tưởng giải thoát cho loài người. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào nhân sinh là cái chuyện này bình thường quá. Thí dụ như ngài Khổng Lão Cư Tử, ngài đến thế gian, ngài dạy cho con người có thể cả đời làm thiện, làm người tốt. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni thì đến thế gian là dạy con người ta giải thoát một đời này, phải tu để cầu giải thoát. Thì coi ha, có ông thầy ông giảng nói một câu rằng Phan hả, nói hai chữ giải thoát, Phan hả, nói cái chuyện tu gì dữ dằn. Bây giờ trước nhất con người đến với con người nhân sinh thôi. Bây giờ tốt, ông nói tốt về nhân sinh được, nhưng ông không nói giải thoát. Vậy thì có những người tu hành, họ đường nào họ đi đến chỗ giải thoát đây? Ông nói nhân sinh nhưng ông phải dẫn dắt người ta đi đến một con đường giải thoát thì đúng. Ông nói nhân sinh hoài thì không khác nào cái pháp của ngài Khổng Lão Cư Tử dạy. Ông là học Phật giáo nhưng ông lại đi vào cái pháp của thế gian pháp. Thế gian pháp đi đến sức thế gian pháp. Khổng Lão Cư Tử là thế gian pháp, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni có thế gian pháp và sức thế gian pháp. Nói quý vị coi, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Hiếu, đạo Phật là đạo hiếu là thế gian pháp. Tâm Phật là tâm hiếu, vì hiếu mà Đức Phật đi tu sức thế gian pháp. Quý vị thấy không? Đặc biệt vô cùng. Đó. Nghe gì rồi á, mình chọn cái chữ hiếu sao cho phù hợp. Nên mỗi một con người mình á, những cái chương trình, những đức nêu lên, thí dụ như bây giờ ngài Dỗ Tổ Hùng Vương, bây giờ chúng ta đến chúng ta ghi một tấm cầu siêu cho ông bà tổ tiên nội ngoại, dòng họ Trần Nguyễn thí dụ, hay họ Hồ những đức, họ gì đó, bên nội bên ngoại hai bên mình họ, mình ghi dòng họ Trần Nguyễn, mình ghi vô cái tờ cầu siêu, cầu an dòng họ Trần Nguyễn là cầu hết trơn rồi. Cái tâm đó là mình vì cái gia đạo mình trước đó, rồi xong cái tâm mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng cho thành Phật đạo là hoàn toàn tặng hư không khắp pháp giới, đúng không? Đó, bây giờ ngày đó là ngày tưởng nhớ thì mình có hình thức tưởng nhớ. Nó bây giờ ngày nay, bây giờ ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, ông thầy ông tổ chức cho dỗ tất cả ông bà cha mẹ của chúng ta luôn, tập thể, và chúng ta đến dự. Bây giờ nhiều người, người ta ngày đó người ta đi chơi, người ta đi nhậu nhẹt quá trời luôn, mình đi vô chùa. Mình đi vô chùa, đây là cái góc độ nhìn của người đi tu là thấy tốt. Còn cái người ngoài đời không đi tu, người ta đi ăn nhậu là tốt. Mỗi người đều có nhìn được góc độ tốt. Nhưng góc độ tốt nào nó viên mãn và đi đến chỗ an vui giải thoát thì tự mình nhìn, đúng không? Tự mình nhìn thôi. Nên từ nơi đó mà ngày mùng 10 tháng 3 tổ chức, tất cả những quý vị trưởng đoàn dẫn người đi, đi ào 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 đi, đi qua chùa mới bên đó. Chùa mới nghe, nó chùa mới chỉ có đúng một ngày, một buổi thôi, một buổi sáng thôi. Buổi chiều lớp đệ tử quy bên đây rồi là sinh hoạt các giáo, các giáo đệ tử quy. Còn bữa sau là ngày chủ nhật, là ngày 11 tháng 3, là ngày 30 tháng 4 luôn. Đó thì bữa đó là chúng ta từ 8 giờ rưỡi này tu xong, nghỉ buổi trưa một chút, chiều tiếp tục tu luôn, phóng sanh cũng như thực cả ngày đó luôn, ngày chủ nhật, không? Xứng đáng luôn quý vị. Đó là thấy hai ngày rồi đó nghe, mà một ngày bên chùa mới đi, bắt đầu là chùa hộ pháp luôn rồi đó. Bữa sau là ngày 12 tháng 3, là ngày 1 tháng 5 đó, ngày lễ 1 tháng 5 thì bắt đầu là chúng ta tổ chức cũng như cái ngày chủ nhật luôn, hai buổi luôn đó. Hai buổi này là mình chính nhất là mình tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ. Hai ngày đó mình tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì quý vị coi bao nhiêu con người nằm sướng chưa? Bao nhiêu con người chết đi trong những cái ngày mà chiến tranh đó chưa? Mới giữ được một đất nước bình yên như vậy chúng ta ngồi đây. Bây giờ ngay ngày lễ này người ta không biết tu, người ta đi ăn chơi nhậu nhẹt chỗ này chỗ kia đúng không? Mình vô chùa mình tu, mình hồi hướng cái anh hùng liệt sĩ, mình nhớ ơn đất nước, cầu nguyện cho đất nước được bình an, được không? Quá đặc biệt. Rồi hai ngày kia nghỉ bù, nghỉ bù quý vị muốn ở chùa tu, không ở chùa tu về nhà, tùy quý vị thôi, mà ba ngày làm tới luôn. Còn hai ngày kia muốn về thì về nghỉ, còn muốn ở thì ở đây, dẫn gia đình, con cháu, chồng cháu, con cháu chích gì vô đây hết. Năm ngày trong chùa không tốt một cắc, mà còn tu phước duyên được, mà còn an lạc được. Nhân Đức nói cho bị nghe chứ, năm ngày bị vô đây nghe bị về cái mặt tròn do vậy.
Nhưng Đức nói 5 ngày này mà đi chơi, đi về mà đi làm cái mặt vậy nè. Mắt vậy nè. Mà sao kỳ trời. Nhậu 5 ngày. Chơi chết luôn. Mấy tháng lương? 3 tháng. Còn vô đây không tốn tiền các bạc nào hết trơn. Có tu phước tu duyên là cái chuyện của mình thôi. Còn cái chuyện mình tu được là tốt rồi, đúng không? Quý vị thấy không? Vô chùa là chăm lợi không hại. Quá lợi ích, đúng không? Đó, nêu cái chương trình này lên bắt đầu là phát động liền. Ầm ầm lên liền. Thầy ông 3 ngàn thuyết pháp khô cuốn họng ông còn sợ mà. Mình ngồi cừ mà sợ gì? Đúng không? Ngồi cừ mà sợ gì? Ông nói đi tôi cừ cho bà coi. Nói hoài tôi cừ cũng được nữa, đúng không? Mà nói mà cừ được chứ không phải là giỡn cừ đâu quý vị. Chứ đâu phải dễ cừ đâu trời. Chứ gặp mà ngồi gì nó đau chân thử mà nó ngoan nghe mà không vô tới coi. Thử coi đi hết không cho mà biết. Lần sau chạy mắt dép luôn chứ đừng nói mà vô đây. Đúng không? Mà ta thích, người ta nghe được, người ta thấy có lợi ích, ta mới vô. Không, vậy Đức nói cái môn thuyết pháp mà vỗ tay này nó cũng hay. Thật sự hay. Nhà Đức nói tất cả những vị mà giảng sư nên dạy cho Phật tử dạy. Khi giảng pháp mấy vị phải nhắn một hai câu cho người ta vỗ tay. Để làm chi biết không? Vỗ tay cho những người buồn ngủ mở mắt ra. Phải không? Hay mà. Cái người buồn ngủ nghe vỗ tay mở mắt ra mà. Đúng không? Cứ vỗ tay hoài là mở mắt luôn. Đó nên. Và làm cho người giảng sư háo hức giảng, vui giảng. Còn gặp mà im điềm mà dứ. À quý Phật tử à, thầy trò chúng ta cố gắng tu hành ở dưới, cố gắng nghe các con. Xong nó ra ngoài nói, ủa hôm nay thầy giảng bà có nghe gì không? Không. Sao vậy? Ngủ không sao nghe. Thầy giả buồn ngủ cũng chết luôn. Tôi nói quá trời nhẹ, buồn ngủ quá trời buồn ngủ bà ở bà. Không có nghe được cái gì hết trơn. Bà nghe được gì không? Tôi nghe có hai câu thầy trò ta. Lâu lâu mở mắt ra nghe thầy trò ta. Không nghe thêm gì nữa chứ. Ngủ quá bà ơi bà. Kỳ sao bà có đến không? Thôi 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 thôi. Thế nghe ngủ quá trời ngủ mà lại đến. Mắc công quá bà ơi. Ở nhà ngủ đại giấc còn ngon hơn. Thấy không? Ta ngủ không mà sao nghe? Đó, hiểu không? Và còn cái tông giảng của Như Đức là sao? Nó ầm ầm la lên á. Ô sao mà ngủ được, thức nó mà nghe, đúng không quý vị? Mà cái sức giảng này nó phải mạnh, cái sức phải có lực giảng và háo hức phải có tu hành thì mới giảng la ôm sùm được, vì nó la dễ lắm mà. Quý vị ra ngoài đường mà đi bão la một chút xíu cũng khang tiếng, đừng có nói chi mà một tiếng mấy hai tiếng hồ mà nói chuyện suốt la ôm sùm, nói chuyện dễ. Quý vị mà ngồi giảng gì Phật cái gia hộ chứ quý vị, phóng quang cho một chút. Giảng được ngoài giỡn đâu chạc, đúng không? Mà từng nào cũng ngồi nghe, nó không đến là buồn nghe, buồn á, không phải giỡn đâu nghe, đến buồn lắm á. Mà nó thiếu một cái gì đó quý vị phải không? Nó thiếu cái gì đó. Thiếu gì biết không? Thiếu cười, thiếu cười. À bây giờ mà mình mà cứ gì hoài cả đời mình thì tuyệt quá, đúng không? Tuyệt vời. Nhưng mà đừng bao giờ về nói với chồng cái câu này, đừng nói cái câu là gặp thầy Đức là cười. Đừng nói câu này, đừng nói câu này, chuyển qua gặp anh là em cười á. Hiểu không? Nó dùng cái tông của những đức mà chuyển qua anh chồng, để anh chồng nó thấy mình học Phật đặc biệt đạt, nó cho ừ đi học Phật đi, đi học Phật đi, về cười với nó nè, học Phật đi. Còn bây giờ mình đi đến đây mình nghe những đức mà đi đến đây cười mà về gặp nó, tôi gặp ông là tôi sùng máu lên. Tôi nói lẽ tôi đi chùa luôn, tôi nói thiệt. Về gặp ông là tôi chán cũng chết được. Là nó cấm đón cái chuyện đi chùa liền. Nó nói là những đức dạy quý vị là dạy quý vị là dính mắt đi theo. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình dạy là mình kêu người ta vui với chồng người ta đi. Thấy không? Vui cười với chồng người ta. Nó, nhưng mà quý vị vui cười quý vị sẽ độ chồng quý vị dễ. Nhớ nghe, còn quý vị mà buồn quý vị khó độ họ lắm. Buồn sao độ? Có cái bà kia bà hỏi là thầy ơi bây giờ con muốn độ gia đình con phải làm sao? Như Đức nói bà chỉ cần niệm Phật vui là đủ rồi. Bà đừng có nghĩ độ nghĩ gì chứ nha. Bây giờ mà bà chỉ cấm cái tâm mà vô cái tâm của họ hoài sao mà độ?
Đi tu cũng hồi hướng, đi làm cái gì cũng hồi hướng, niệm Phật cũng hồi hướng, cái gì cũng hồi hướng. Đem cái tâm cắm vào cái tâm người ta mà kêu độ người ta. Nhưng Đức hỏi vị, bây giờ một con người đi vào con đường ác, quý vị đi theo con đường ác, vị độ họ được không? Không. Họ đi con đường ác là chuyện của họ, quý vị phải đi con đường thiện. Tự con đường ác đi, nhìn con đường thiện này mà họ tấp qua. Họ xin, họ xin mới cứ ngon chứ. Xin mới ngon. Đi lâu ngày mình đi con đường này quá tuyệt, mình tuyệt vời, mình vui vẻ an lạc, thì tức khắc người ta ác, người ta làm sai, người ta buồn, người ta hỏi: chị, hồi đó em cũng khỉ báng nhiều lắm anh chị, nhưng mà em thấy chị đi con đường này sao càng đi càng tốt chị ơi, chị cho em đi chung được không chị? Đúng không? Lúc đó mình nói một câu làm sao? Được, được, nhưng mà đi theo chị phải nghiêm túc, đi theo chị phải có quy tắc nghe em. Chị nói sao phải nghe gì, nghe chưa? Tại vì họ xin mà, lên mặt. Lên mặt chút. Chứ vừa xin vậy cái đó, được, trời ơi, em là số 1, được. Thấy quá căng rồi, tự nhiên quá căng rồi. Tự nhiên trong lòng kiêu ngạo nổi lên, độ họ không được. Để cho họ thấm thiết mùi sưng, họ xin mình. Chứ họ xin mình, họ nài nỉ mình để dẫn đi. Lúc đó dẫn đi một tên là dính một tên. Thấy không? Nơi con đường này mình phải đi, đi cho ngon, cho gia đạo mình thấy. Ở nhà họ bất an, lo âu, buồn khổ, đủ chuyện. Gặp mình một cái là bình thản lắm, bình thản lắm. Khi nhà có bệnh hoạn, đau ốm, chết chóc, mình bình tĩnh lắm. Còn họ chạy đôn, chạy đáo, họ nhìn mình, họ nói: chị ba, nhà có chuyện xảy ra, chị ba ơi, giúp đi chị ba. Lúc bình thường thì họ không cần mình, mà lúc nhà có chuyện họ kêu mình. Mình bình tĩnh mà, mình nói bình tĩnh là gia đình, toàn bộ gia đình hãy bình tĩnh lên hết hoàn toàn. Chuyện đâu còn có đó, chuyện giải quyết không có khó đâu, im để cho chị xử lý. Lúc đó đứng ra, bàn thờ dọn ở đây, nhà cửa dọn đây, giường dọn đây, đưa người bệnh này ra đây, niệm Phật cho chị, thấy không? Đó, lúc bình thường thì không ra mặt đâu, mà lúc có vấn đề thì tên này ra mặt. Ra mặt một phát là tất cả người trong nhà nhìn liền, số 1. Bởi vì tôi nói mà, có chuyện gì là có chị ba. Có chuyện gì là có chị ba liền, đúng không? Như vậy thì đổ được người thân. Còn bây giờ, mình mà bây giờ gặp người nhà bệnh đau, người nhà sắp chết, mình là người niệm Phật, mọi người là tu, mà cuối cùng bản thân mình cũng chạy lăn sang Iran họ, vậy đổ ai? Mà mình là người tu, mình là người niệm Phật, mà người ta không tu bị cái này bị kia, mình còn sợ hơn người ta nữa, sao đổ? Sao đổ hả quý vị? Hãy bình tĩnh hơn người ta. Chết là phải chết, sống là phải sống, không có gì phải sợ cả. Như vậy đó là hiểu nhân quả gan rồi đó. Vậy mới độ được người thân, nghe chưa? Truyền những bí kíp võ lâm này mà không tiếp nhận được là thua. Đây là những bí kíp không đơn giản, mà đi đến đây là được truyền trao bí kíp rồi đó. Ai cũng nắm được những bí kíp này hết rồi. Về cứ rèn đi, cứ rèn luyện đi, hiểu chưa? Nó ngồi đâu nghe, niệm Phật đâu nghe, nghĩ, suy nghĩ, hỏi mình gì nè: cái chết đến phải làm sao? Niệm Phật. Bệnh đau phải làm sao? Niệm Phật. Chồng bỏ phải làm sao? Niệm Phật. Vợ bỏ phải làm sao? Niệm Phật. Dứt của phải làm sao? Niệm Phật. Mất nhà phải làm sao? Niệm Phật. Con bất hiếu phải làm sao? Niệm Phật. Cuối cùng gần chết làm sao? Niệm Phật, đúng không? Trời ơi, ngồi mà hỏi mình đi, rồi đáp án. Khi gặp bất cứ sự việc gì trong cuộc đời xảy ra, đáp án rồi. Vì thấy không? Bình tĩnh không? Bình tĩnh liền. Con người chúng ta dễ nhất là lúc bình thường chúng ta không rèn mình, không gây dựng mình một tư tưởng, một cái sắp sửa đến với mình, mà luôn luôn rằng là nghĩ rằng là chưa đến đâu, đừng nghĩ đến. Nghĩ đến chi cho sợ? Không phải nghĩ đến để sợ, mà nghĩ đến để chuẩn bị. Nghĩ đến và đáp án để chuẩn bị cho cuộc đời mình khi những sự cố xảy ra trong cuộc đời này. Bây giờ những đức nói, bây giờ Phật tử đến, những đức ào ào ào, một ngày nào ai cũng chở mặt quay lưng với tôi rồi làm sao? Tôi phải niệm Phật chứ làm sao? Chứ làm sao? Nghe không? Chùa quá trời nhiều, bây giờ tôi mới không có ngôi chùa nào chứ phải làm sao? Niệm Phật chứ làm sao? Chứ làm sao? Không lẽ không niệm Phật đi cầu xin người ta cho chùa? Không có đâu. Không lẽ Phật tử người ta quảnh mặt quay lưng đi năn nỉ quý vị, đi lỡ lại mấy câu: cô thưa, cô xưng ông, cái công của thầy mấy năm hướng dẫn, bây giờ giúp cho thầy đi. Không có chuyện đó đâu, không có đâu.
Nghĩa là cỡ nào nó cũng có một tư tưởng của nam nhi đại trượng phu chứ. Nghe không? À, đến với mình là đến, không không đến với mình thì thôi, niệm Phật thôi. Hiểu không? Nó chúng ta phải như vậy đó quý vị. Nó đặc biệt nói những câu này là nói những câu mà giống như để sau này đó. Nó có những sự việc gì trong cuộc đời mình, con người mình nhờ những câu này mà đứng lên. Đứng lên. Nó nên những đức mong với những anh em ở trong chùa cùng với những đức mà sau này đi ra bên ngoài mà muốn lập tư tưởng của Phật Pháp á, gan chút. Lo tu đi, đừng có xin xỏ tiền bạc ai hết á. Lo tu đi, không có thiếu đâu, đừng có sợ. Mấy anh em bên cạnh những đức mà bước ra ngoài á, ở chùa ai đâu, cứ lo tu đi. Tiền bạc cứ đưa hết cho chủ trì đi, rồi quý vị sẽ có chùa, lót cái nền cho quý vị liền, chắc chắn luôn. Ban đầu mà vừa đi ra ngoài mà chưa hết chân là tiền, số tài khoản là chết. Quý vị mà có đi chăng nữa cũng là hư danh mà thôi, không có đạo đâu cho quý vị biết đó. Nên hộ trì phải nhìn người biết hộ trì. Con người người ta phải trải qua những thời gian thăng trầm, mình mới rèn được một con người này để hộ trì một con người này và giúp con người này. Ví dụ như cỡ hòa thượng là quý vị giúp là khỏi cần lo nữa. Tại vì sao 80 mấy tuổi rồi, cuộc đời đã trải qua sự thăng trầm. Những đức đi tu 10 mấy năm nay cũng thăng trầm lắm đó quý vị. Con người này đã nhận thức được đồng tiền rồi, hiểu rồi à, đúng không? Đó. Nên những điều nhà đức chia sẻ đó, đó để cho quý vị hộ trì có góc độ và trí tuệ. Chứ đừng bao giờ nói rằng tội nghiệp, thương, hai cái chữ này chưa chắc là giúp người ta đâu, mà có chừng hại người ta đó. Nên những đức nói rằng là chùa mình từ quý thầy quý chú, quý vị không có cúng dường hay tặng một cái gì hết trơn, quý vị nhớ nghe chưa, không có dùng cái cách gì thử hết trơn nha. Để trong chùa mình là hoàn toàn chùa lo, còn cúng dường là tam bảo. Đi đến đây là ai cũng hộ trì bằng cách như vậy chân á. Thì chùa mình những đức nói với vị là sau này những vị tăng trong chùa mình toàn là cao thủ, không phải tầm thường đâu đó. Bây giờ quý vị được một những đức rồi đúng không, quý vị muốn được thêm 20 những đức nữa không? Bằng cách này cứ hộ trì đi, cứ vậy mà làm đó, thì sau này có thêm 20 những đức nữa, nó chia khắp nơi, vị sẽ nhờ cho mà thấy. Nó bây giờ những đứa đang rèn họ đó là ở trong chùa không được đi đâu, không được bước ra ngoài cửa cho biết, ngồi chơi cũng là trong chùa chơi chứ không có được đi ra ngoài, tập cho quen, không cầm tiền, không có tiền lấy gì mà tham, đúng không? Nên từ nơi đó luyện gì 5 năm 10 năm sau mấy cái chú trẻ mới xuất gia này là kết quả, còn không kết quả thì mình chịu thua. Tại vì sao? Mình đã làm hết lòng rồi quý vị, mình đã hết trách nhiệm mình rồi, chứ đâu phải vô mình bê tha đâu. Từ ban đầu chuẩn bị xuất gia rồi đã đưa lên tư tưởng hết trơn rồi, còn gì nữa trời. Còn mỗi tuần thứ sáu khô hơ cản tiếng, nhắc nhở mỗi ngày, hiểu không? Có phương pháp nào giúp cho chúng ta thường vui hay không? Những đức nhắc cái câu này rất nhiều lần, mà nhiều người chúng ta có khi mình làm chưa được luôn quý vị. Đó là đừng buồn giận người để trong tâm thì thường vui chứ làm sao, đúng không? Thí dụ như quý vị buồn giận người ta để trong tâm sao quý vị vui, thì quý vị đừng buồn giận người ta để trong tâm thì quý vị vui, đúng không? Mà muốn đừng buồn giận người ta mà để trong tâm thì cái tâm này nó phải có một chỗ nhớ, đó là nhớ ai với Đà Phở. Nó bắt đầu từ không buồn được là nhớ A Di Đà Phật. Khi đã nhớ A Di Đà Phật, để A Di Đà Phật trong tâm thì sẽ không buồn người để trong tâm, mà không buồn người để trong tâm thì thường vui. Vậy thôi. Tất cả chúng ta có khi đổ thừa cho người này vì người kia khác, mà mình quên mất tiêu là chính bản thân của mình. Không? Phải không? Chính bản thân mình á, mình cứ nói người ta là mình buồn, là mình bực bội, là mình khó chịu, trở ngại mình đủ chuyện, nghĩa là mình đổ thừa người ta không à, mà mình quên đi mất tiêu cái việc này là do tại mình. Tại mình đó, tại mình mà ra chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên hiểu rồi thì tự nhiên quý vị biết đặc biệt dữ lắm. Âm thanh nãy nó được chỉnh hoài. Nên á, mỗi một người mình chỉ cần mình nhận thức được cái việc mình tu hành, rồi mình thấy rằng là tất cả lỗi lầm đều do tại mình không à,
Nếu như mà mình nói tại mình là việc gì nó cũng giải quyết xong. Mà chúng ta, bây giờ dùng câu chúng ta đi, chúng ta đa phần là đổ tội cho người khác không? Mà trong khi Phật dạy mà mình không tin. Phật nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Là tất cả những cái gì đến chúng ta thiện hay bất thiện đều do tại mình đã từng tạo ra. Bây giờ đến với nhau trong cái cuộc đời này mà người ta trở ngại mình là do mình tạo ra. Mà đã là mình tạo ra mà mình đâu thường người ta. Bây giờ mình hiểu được nguyên lý này rồi, tại mình tạo ra thì thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì, đúng không? Những điều nó dễ hiểu mà nó gọn, đừng có nói nữa. Nhưng mà chúng ta không làm được quý vị à, nhắc hoài đó, nhưng mà buông ra cái là dặn à, ham dặn à, nó là khổ mà mình lại ham dặn, thích dặn vậy đó à, thích buồn dặn chơi vậy đó à, buồn dặn rồi khóc chơi vậy đó à. Nghĩa là mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, cái tâm nhớ Phật cầu sanh cực lạc. Con muốn giảng sanh lắm thầy, con cần cái gì ở cõi đời này chứ thầy? Con mỗi ngày cái mặt xù xù với cái tâm con muốn giảng sanh không? Giảng sanh không? Cái nhân cái quả không có tương đồng. Cái nhân cái quả nó không có tương đồng. Cái mặt xù xù mà kêu về cực lạc. Thí dụ như bây giờ đi, một người nào vô chùa mình tu, xin tu, bước vô cái tóc tai bùm sụp, cái mặt xù xù, mặt kênh kênh, riêng ở đây thôi đã không muốn cho ở. Không chi cái cõi của Phật A Di Đà đặc biệt thù thắng như vậy, mà đi đem những người vậy về để làm lu bu cho nó. Nên Đức Phật A Di Đà ngày nói, tuy là các con muốn sanh về thế giới cực lạc, nhưng các con phải sống ở cõi ta bà này, các con phải sống cho đặc biệt kìa, để còn đem cái pháp của ta, cái nguyện của ta đi truyền dạy cho khắp nơi nơi người ta nhìn thấy người tu, mà ta thích tu, người ta thích niệm Phật, rồi các con dẫn dắt người ta đến tu để người ta cũng về cực lạc như các con. Vì thì nhân địa các con làm được, làm tốt thì nhân địa đúng, mà nhân địa mà đúng thì là quả địa của Như Lai là có, đúng không? Thế sao? Rất là nhiều người quý vị biết rằng là tu tịnh độ mà bỏ cuộc. Họ có nhiều cái tuy là tu pháp nhị lực mà họ lại hướng vào tự lực không à. Họ đủ thứ chuyện họ đưa lôi ra chứ. Nào là giờ niệm Phật vợ chồng đừng phải sống với nhau nữa, phải cách dục, rồi phải chia cách cái nhà phân nửa bên người ở. Tới giờ ăn cơm thì đưa cái tô cơm qua, rồi thời gian rồi chịu không nổi dỡ cái nhà chính giữa ra, rồi nghỉ tu luôn. Nhiều lắm quý vị. Cái thờ này hiện tại Như Đức hướng dẫn là không có đó. Cái thờ ngày xưa Như Đức ở trong chùa là Như Đức gặp nhiều lắm luôn á. Gặp rất là nhiều. Đó. Thí dụ như bây giờ á, ông thầy này ngày xưa nè, ổng đã từng tham dục rồi nè. Ổng hiểu cái tham dục nó không có đơn giản. Còn ông thầy nào đó, ổng chưa từng biết cái dục là cái gì chứ á. Nên ổng nghĩ cái đó là cái đơn giản, nên ổng kêu người ta đoạn dục. Mà nếu là đoạn dục thì trong cõi đời này cái chuyện này không có dễ làm đâu. Mà nói là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì được. Nên những đức là chính là con người trải qua từ dục vọng nè. Những đức biết nó không có đơn giản. Nó chỉ là đấy đá đè cỏ trong cõi đời này thôi. Mà khi nó bật lên một cái rồi là cái như là đá cũng tan nát. Chứ đừng nói chi là cái bức tường. Đúng không? Đá cũng tan nát, đừng nói bức tường. Con người mà khi nó tham dục rồi phá thành đọt lỵ, nó vì dục vọng mà ra đó. Vì coi lịch sử từ xưa tới nay, vì một người phụ nữ người ta có thể đánh nhau, giết nhau để giành một người phụ nữ, đúng không? Có mà lịch sử thì coi có phải không đó. Nên từ đó mà cái việc mà thí dụ như mình tu từ nhỏ rồi, mình chưa từng biết cái vụ đó, mình nói theo cái kinh văn thôi, đó là pháp tự lực thôi quý vị à. Còn nếu mà chúng sanh trong thời mạt pháp này, vì căn cơ bây giờ ăn uống rồi từ khi còn nhỏ, nó đã ăn bao nhiêu cái chất kích thích con người, nó bao nhiêu cái chất độc địa, căn tính bây giờ nó hàng kém dữ lắm. Nên nếu như mà không gầy dựng tính nguyện
Nếu mà nói cái chuyện cao xa như pháp tự lực thì quý vị đoạn duyên chúng sanh hết trơn. Nhưng Đức nói đa phần cái người tu từ nhỏ họ không hiểu chuyện này đâu. Họ đều nói cái chuyện lớn, chuyện cao xa lắm. Nhưng mà bản thân họ tự xem lại đi, mình không đơn giản đó à. Nên mình phải sâu sắc nhìn mình. Nên những Đức nói rằng cái người mà thắng người chưa đã bằng thắng mình đó quý vị à. Thắng mình nó quan trọng hơn thắng người. Mình có thể dạy người ta bao nhiêu thứ trong cái cuộc đời này để đoạn bỏ, nhưng bản thân mình không thắng được cái đoạn của mình. Bản thân mình còn tùm lum tùm la, tứ tung lang tang hết chứ nè. Những Đức đâu có nói những Đức đoạn đâu, mà những Đức nói những Đức tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Những Đức cũng nói những Đức gộp chung vào mà, những Đức đâu có nói mình cao xa đâu quý vị, hiểu không? Nên những Đức nói với quý vị nghe rằng thắng mình mới là cái quan trọng. Chứ đừng có nói chi là mình dạy người ta tứ tung lang tang, dạy bu xả tứ tung, mà bản thân mình người ta xả bao nhiêu mình lụm bao nhiêu. Cái kiểu này mới chết nè. Người ta xả càng nhiều thì mình lụm càng nhiều. Người ta cực khổ mà người ta dám xả, người ta là cao thủ. Còn mình bưng cái rổ mình hứng. Cái này mình là cốc rủ. Người ta cao thủ mình cốc rủ. Mình nghĩ đi, mình nói mình hướng dẫn người ta là hay hả? Chưa chắc đó. Mình đem cái pháp mình hướng dẫn người ta tu thôi. Còn bản thân mình chưa hành được cái pháp này đó, chưa hành được cái pháp buông xả đâu. Những Đức đã gặn một số người, những Đức thấy rõ ràng nè. Nếu nói về cái chuyện buông xả không dễ đâu quý vị à. Những Đức thấy Phật tử người ta cực khổ lam lũ người ta làm. Có nhiều người người ta kia cỡm từng đồng từng cắt mà người ta đem đi vô chùa người ta cúng. Cái này những Đức nói thật sự quý vị đã có cái hay rồi đó, có cái giỏi rồi đó, chứ không có chuyện giỡn đâu. Đây là xác thực 100% luôn, mình nhìn nhận rõ ràng nè. Còn có nhiều người chúng ta như hướng dẫn như những Đức gì, người ta xả bao nhiêu những Đức góp sạch lụm lụm lụm. Xả đi con, đưa cho thầy con, đem cắt, đem vô tủ cắt cho thầy. Cái xả đi con, đem ra đây cắt vô tủ. Chết chắc luôn quý vị, đừng có nói chuyện giỡn chơi. Bỏ mạng đi đọ không có ngày ra. Đừng có nói mà đem cái pháp dạy người ta nói chuyện giỡn nghe quý vị. Nhiều lắm á, không phải ít đâu. Cái cõi này không có ít đâu đó quý vị. Nó nên từ nơi đó mà mỗi người mình đừng có nói cái chữ buông xả là đơn giản. Thấy không? Rồi mình ở trong chùa mình tu có cách xả của mình trong chùa. Đời người ta tu có cách xả của người ta đời. Cái chuyện mà nói mà đoạn ái, đoạn dục, đoạn tham sân si miễn đi ở trong cái cõi này đi. Cõi này vì miễn đi, đừng có mong mà làm được. Quý vị chỉ cần lo niệm Phật cho tốt đi, từ từ quý vị sẽ thấy bộ mặt thật của tham sân si, còn có thể biết được giảm tối đa. Đừng có nói mà đoạn ở trong cõi này mất công đó đi. Nhân tố bên ngoài, quả địa bên trong, hai cái kết hợp quý vị chạy đâu thoát. Thế giới cực lạc nó không có nhân bên ngoài, cái quả bên trong nằm im tự mắt. Quý vị biết là cái nhân bên ngoài của Tây Phương cực lạc không có ác, không có tham dục, không có sự tranh giành hơn thua, không có cái chuyện này. Từ Đức Phật A Di Đà cho tất cả hàng thánh chúng đều là một mô phạm. Còn quý vị coi ở cái cõi này của chúng ta, cả người tu của chúng ta nó đã không phạm rồi, không mô phạm rồi, lấy đâu ra từ cái mình với cái chân. Đã đầu nó đã là như vậy mà kêu mình chân được ngon, có không? Quý vị coi cái đầu kéo kéo thì sao thì cái mình cái chân đi theo vậy. Ông thầy ông hướng dẫn thì sao thì trò ra vậy. Mà trong cái cõi này thầy cũng chưa đoạn, làm sao kêu trò đoạn, hiểu không? Nên quý vị hãy niệm Phật đi. Quý vị chân thật niệm Phật, gầy dựng cái tâm cầu giải thoát đi. Gầy dựng cái con đường này là cả đời. Rồi trong mỗi lúc mỗi nơi tham sân si, tự mà nhìn bộ mặt thật của tham sân si. Nó có kết quả gì? Nó có lợi ích gì? Nhận thức thiệt sâu sắc về nó đi. Để rồi quý vị tự thấy nó nhạt nhẽo. Vì sao? Vì ngao ngán nó quá, nó không có gì kết quả cả, rồi tự buông nó à. Hiểu không? Đó, chứ dùng cái cách mà nói là vợ chồng sống với nhau, niệm Phật thì lo niệm Phật đi, làm ăn thì làm ăn chân chính, đừng nên làm ác. Ngày xưa làm ác đi kiếm tiền, bây giờ biết tu rồi đừng có làm ác nữa.
Mà làm việc gì mà có tiền là do cái phước có nên nó có tiền. Hiểu rồi. Thì bây giờ vợ chồng sống lo làm ăn, rồi lo tu, lo niệm Phật. Rồi vợ chồng bắt tay với nhau để quyết chí đời này giảng sanh. Lâu lâu thì hôn gái cũng được. Vợ bị kêu nó đoạn sạch nhách hết trơn. Thì bị kêu nó buông cái ta ái dục đó rồi nó mới niệm Phật giảng sanh. Rồi bị kêu nó kêu nó vậy, nó làm cái nhà nó gì nó chặn làm hai. Người ta đi đến nhà người ta thấy cái người tu này sao nó kỳ cục quá, ai mà chịu tu đây. Trong cái thời cuộc này mà sao mà làm được điều này. Mà cái chuyện Phật Pháp đó, thì người tu ra cái chuyện hành trì của người tu. Còn người đời ra chuyện hành trì của người đời. Mỗi một cương vị nó theo cái việc hành trì của cương vị. Giống như ngón tay này thì cách trì của ngón tay này. Ngón tay này thì cách trì của ngón tay này. Còn ngón kia thì cách trì ngón tay kia. Út thì trì theo út. Nghĩa là mỗi căn tính thì có cách hành trì. Chỉ cần bạn tính nguyện niệm Phật giảng sanh thì bạn thành công. Nhớ. Mà đã là nói tính nguyện niệm Phật giảng sanh thì phải đi cả đời. Tính nguyện mà, tính là tin, nguyện là cầu sanh cực lạc. Tin câu Phật hiệu, tin bổ nguyện Di Đà, nguyện cầu sanh cực lạc. Cả đời như vậy gầy dựng hoài. Cứ niệm Phật hoài đi, cả đời. Cứ gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Tan nhà mất mạng cũng niệm Phật. Đụng cái gì cũng niệm Phật, cứ niệm đi. Niệm hoài đi, quý vị làm được không? Sợ nghe gì mà ra ngoài nghe nó ngon ngon chạy theo. Chứ đừng có nói chuyện dựng chơi. Nếu mà như vậy thì thành công hết rồi. Hừng hực cái tâm liền chứ gì đâu. Chứ thấy có bằng hiệu thù thắng chứ gì. Khi cảm nhận được, thấy có bằng hiệu thù thắng là tức khắc không bỏ cuộc. Không có bỏ. Chính những đức cuộc đời, những đức tu đây thấy rõ ràng có bằng hiệu thù thắng là còn gì nữa. Vì thấy bây giờ ngồi đâu đứng đâu nói chuyện là ào ào. Thì thấy từ niệm Phật mà ra những đức học cái gì. Thì từ niệm Phật mà ra thì niệm Phật mà được như vậy thì những đức tin có bằng hiệu. Thì những đứa mới đem có vật hiệu giới thiệu chứ vị mạnh mẽ. Càng nghe thì càng phát tâm mạnh. Nó, cái này quan trọng lắm nghe. Nó, vậy thì phương pháp nào giúp cho mỗi người thường vui hay không? Đó, nói rõ ràng rồi. Nhớ Phật đầu tiên, thấy không? Đã nhớ Phật rồi thì không buồn ai để trong tâm. Mà đã không buồn ai để trong tâm, vậy thì là an lạc vui. Bây giờ những đức nói với vị nghe nè. Cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, mọi người, họ có quyền buồn quý vị, họ có quyền trách quý vị, họ có quyền từ bỏ quý vị, họ có quyền lỗi quý vị luôn. Nhưng riêng quý vị là người tu, người niệm Phật, quý vị cứ duy trì mình. Đừng có bao giờ thấy họ buồn, họ trách mình cái là mình tránh xa họ. Hoặc là đừng có nhìn cái bộ mặt của họ nặng nề mà mình đi tránh xa họ. Tránh xa họ thì nó càng xa. Có khi lúc đó họ tức thì lời gì họ cũng nói lên được. Hiểu không? Khi họ hết tức thì họ sẽ dịu xuống. Gương mặt mình lúc nào cũng bên cạnh họ là dịu. Vậy thì cỡ nào họ cũng dịu. Người ta vừa bực, người ta vừa tức mình là cái gương mặt mình nhìn thấy người ta vậy mình cũng bị tác động cái nhân cái quả. Mình thấy người ta bực tức, cái mặt mình bên đây cũng nó nhìn qua, nó tức, nó sắp sửa buông rồi. Vậy mà nó nhìn qua, nó gặp cái mặt mình, nó nổi tức lên lại. Đó là cái nhân, cái quả trong cõi này, quý vị thấy dễ đoạn không? Đó, bây giờ giữa hai người, quý vị cũng nhìn ra nhân quả nè. Bây giờ cái tâm quý vị sắp sửa hết buồn người kia. Nhưng quý vị vừa nhìn qua gương mặt người kia, quý vị thấy làm gì nè. Bắt đầu ở bên đây của mình bắt đầu tức lại liền. Bực bội tức liền, bên đây tức lại liền. Đó là do cái nhân thấy kia và cái quả xuất hiện ở đây. Và cái quả ở đây nó chiêu cảm cái nhân kia. Ghê không? Đó. Chiêu cảm cái nhân kia, thấy chưa? Nó nhân quả nó đá qua đá lại nhau, cuối cùng hai bên dính chưa? Chỉ cần bên kia đá qua nó không dính quý vị là ngay cái tâm quý vị dịu được. Đó. Nên nó quá giải với một con người không có khó. Nhưng khó là do mình không quá giải. Mình đi chờ người quá giải không à. Nói mà cái chuyện buồn giận nhau, mình chờ người ta quá giải với mình không à. Sao mình không đi quá giải đi. Còn đi quá giải rồi mà ta không quá giải, tâm mình quá giải rồi. Hai bên nắm thì mới dính. Chứ một bên nắm bên buông thì sao dính. Nó cũng vuột. Hiểu không? Nè. Thí dụ như giờ những đứa nhào gì đứa ôm quý vị. Vì không ôm lại nó cũng chạy qua một bên.
chứ sao mà hai bên mà nó chùm chùm nhau được. Nó chùm là tên này ôm tên kia ôm, hai bên nó ôm mới chùm. Còn tên này ôm mà tên kia xô ra sao chùm, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó hai bên nó phải kết hợp giữa cái nghiệp quả, gọi là duyên và nợ, hiểu không? Nó phải kết hợp với nhau vậy đó. Nên từ nơi đó mà những cái ví dụ của mình cũng mắc cười. Tự nhiên thầy ví dụ và lỡ ôm Phật tử. Ví dụ vậy cái bữa đầu chạy lên đây để ôm thử thì sao á. Thế mà cái đó tao thầy đừng có đùa cái gì kỳ cục. Hiểu không? Nó chơi cái này mà tiếu thì có nghe không? Mấy bà thường sồn kêu lại biểu hỏi cái gì thầy á. Nên từ đó đúng là thầy bạo á hả? Nên quý vị biết rằng là hướng dẫn Phật Pháp mà bạo chúng ta phải nghe. Hiểu chưa? Cái căn tính bây giờ á, mà hướng dẫn Phật Pháp mà dịu quá là giống như ru người ta ngủ vậy đó. Nghe thì thấy cái tiếng nó nghe mê, nhưng mà về không biết làm sao. Có không? Có nhiều ngữ vị nghe thấy hay công nhận không? Mà bắt đầu của cái làm, quý vị thấy họ giảng từ đầu tới cuối làm cái gì? Họ nói Phật Pháp là giải tốt, Phật Pháp là cái phi thường, cao siêu. Nhưng cuối cùng cái vi thường cao siêu này, cái giải thoát này là cái cách nào để đi đến giải thoát đây? Không có cách nào hết trơn á. Rồi họ chỉ nói Phật Pháp là đặc biệt như vậy. Mà Phật Pháp đặc biệt là như thế nào đặc biệt? Cũng như cái bánh này nói ngon mà cái bánh này không cho ăn là sao biết cái bánh này ngon? Phải làm sao cầm cái bánh này lên ăn được thì mới thấy cái bánh này ngon. Nên chúng ta là người nghe được Phật Pháp là cảm thấy ăn được á, thì mới thấy Phật Pháp này tuyệt. Còn không ăn được, không dùng được mà dối ngó vậy thì cái cảm giác này chúng ta chỉ cảm thấy ham thích mà không hưởng thọ được, hiểu chưa? Thất bại. Đó. Nhiều người lắm nghe pháp và biết tu tính cả mười mấy hai chục năm mà đi long nhong, đi vòng vòng đi long nhong, đi nghe văn tự chơi vậy đó, nghe ai giảng cũng đi đến nghe chơi vậy đó, rồi về gặp sự cố sự việc không giải quyết áp dụng vào gia đình được, gặp dịch bệnh nó chạy mắt dép, thầy chạy theo thầy mà trò chạy theo trò. Nhà ai đóng cửa nấy, cách nhau hai thước. Nghe thấy chưa? Rồi cuối cùng chúng ta không giải quyết được vấn đề Phật Pháp áp dụng vào. Người ta không tu thì cái chuyện gì người ta làm kể người ta. Còn mình là người tu mà mình gặp sự cố trong cuộc đời, mình không có một cái pháp của Phật để giải thoát. Trong khi Phật Pháp người ta cũng nói cái câu rằng Phật Pháp có thể giải cứu cuộc đời của người, Phật Pháp có thể giúp cho nhân sinh được an lạc. Người ta nói thì ngon lắm, nhưng mà Phật Pháp như thế nào để giúp cho nhân sinh an lạc đấy? Trong khi bao nhiêu con người học Phật còn buồn khổ quá trời luôn. Họ học Phật Pháp mà họ vẫn khổ đau buồn chết đủ chuyện. Họ học bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Tôi thấy rõ ràng Phật Pháp tôi học mười mấy năm nay, tôi làm bao nhiêu việc luôn mà tôi còn lên hướng dẫn quý vị nè. Nhiều người nói một câu rằng thầy làm nhiều việc vậy mà tại sao thầy thuyết pháp được hay trời, mà sao thầy lên thầy còn nói chuyện vui cười được. Nói làm chuyện là làm chuyện, còn thuyết pháp là thuyết pháp. Làm rồi thì thiết. Mới hồi nãy đó đưa bà cụ đến đài quá tán, nó kinh quan tài e ạch. Chắc bà này bự hay sao? Kinh muốn chết. Không, nặng quá. Ví dụ như người còn sống vậy đi, mình ẩm ta lên nó nhẹ. Nhưng khi đây đã chết rồi vì thì nó như cục thịt không còn nhúc nhích. Nó nằm im nó cho mình kinh nó nặng. Nhưng khi người chết rồi nặng lắm. Còn sống là còn cái hơi thở mình thở lên thở xuống đó. Thì từ nơi đó mà cái cơ thể mình nó nhẹ lên. Nên khi ghinh người chết nó nặng lắm quý vị. Ghinh quan tài người chết nặng lắm. Những đứa ghinh hoài những đứa biết mà. Khi những đứa ghinh cũng ạch, bữa nay ghinh với mấy nhỏ gái nó yếu hơn cái thằng trai. Mình còn chịu đựng hơn tại mình có mình trai á. Nam nhi đại trượng phu. Nên từ đó không kệ mấy nhỏ gái bị nó trong chùa, cho nó làm những cái điều mà nó cảm thấy nó là như là một thanh niên chi chí, để cho nó phát triển cái tư tưởng nó mạnh lên, nó không phải là người phụ nữ yếu đuối nữa. Nên nhân đức muốn tạo cái điều kiện cho các cô trong chùa mà nó vậy đó, cho nó thấy rằng nó làm được những chuyện quan trọng vậy đó. Tắm các cụ cũng được mà ghinh quan tài cũng được, làm được những chuyện người đàn ông làm được luôn. Nó phải liền vậy đó. Người phụ nữ không có thua đàn ông đâu, nhưng mà họ cho họ yếu, họ cho họ không dám làm, họ cho họ làm không được, họ mất lòng tin với chính họ mà họ thất bại. Bây giờ phải gây dựng cho họ một lòng tin
cho họ thấy rằng bản thân họ không có đua thua Nam Nhi, họ còn hơn Nam Nhi, nên sức chịu đựng người phụ nữ cũng không tệ đâu quý vị. Tuy người nam họ mạnh vậy đó, nhưng mà cái sức mạnh của họ nó một lúc nào có khi họ bỏ cuộc. Nhưng Đức thấy rằng người phụ nữ lễ Quan Âm bên cạnh Nhưng Đức họ lễ quá trời, lên bờ xuống ruộng họ lễ quá trời lễ luôn mà. Mà cái bữa lễ bên chùa mớ đúng là sắp sửa xong rồi đó quý vị, coi lại đi, đúng là một cái buổi lễ kỷ niệm khó quên, đúng là kỷ niệm khó quên quý vị. Con người chúng ta phải thường nhớ những cái kỷ niệm khó quên là khổ để mà mình bước lên sự thành công được tồn tại bền bỉ. Không đơn giản chút nào đâu, Những Đức nói thiệt. Nếu như mà người mà bình thường bữa đó, Những Đức nói buông micro xuống bỏ cuộc liền, hoặc té cái rầm xỉu, quá mệt, mệt lắm rồi. Vì biết rằng quỳ xuống một cái là giống như mưa nước mà trên đầu Những Đức và trong mặt Những Đức, nó tuôn nước xuống mà nó chút xuống, vì văng phèo 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 nước xuống mà nước mồ hôi mình nó văng túa túa, vì nghĩ nó đổ mồ hôi cỡ nào chưa. Mà con người làm như nó đang không có không khí để thở được luôn, mà phải dùng cái sức mình để niệm gì, nên nó làm như nó bị kiệt quệ sức lực luôn đó quý vị. Người này ta nhờ từ hơi thở và không khí, mà giờ bích không khí thở không nổi, mà phải dùng lực để niệm, niệm lớn, danh hiệu phải niệm lớn để kéo nguyên dàn phía sau, giống như cái đầu xe lết rồi mà bây giờ còn kéo thêm một cái mình ở phía sau bự hơn cái gì nữa. Mà giờ nó dùng cái lực kéo ẹt luôn. Không mà nhờ chiếc xe này cũng là xe liều. Xe lì. Lì đòn quý vị, xe liều là liều mạng. Lì đòn liều mạng. Nên cuối cùng cũng xong. Mà xong rồi mới thấy sự tự tin mình càng cao. Làm xong những chuyện gì rồi mới thấy sự tự tin mình càng cao quý vị. Giống như con đường khó khăn đó đi qua thì về sau những con đường khác đi không có sợ. Con người phải được trải nghiệm qua những con đường khó khăn thì con người mình mới trưởng thành và trở thành người mạnh thật sự. Chính những Đức Lại Quan Âm mà từ xưa tới giờ là một lần bên chùa mớ đó đúng là không phải đơn giản chút nào. Kinh thiệt, lễ xong mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ có cái chuyện. Những Đức lễ Quan Âm xong mà những Đức trở về tới phòng mà kêu mấy cô đi ra ngoài tại đem cháo lên á. Xong rồi mấy cô đi ra ngoài là những Đức thay đồ, chỉ bận đúng cái áo cái quần, không còn bận được cái gì nữa. Vì biết mệt cỡ nào chưa. Rồi không đi đến giường nằm nổi luôn, nằm trên cái ghế mà cái ghế dài luôn, rồi nằm đó luôn, im gu luôn, sống chết gì mặc kệ, mà còn biết bấm cửa lại, lỡ có chết nằm cho niệm Phật. Tại vì nằm một mình phơ thay á, nên từ nơi đó ta bấm cửa là phước cho rồi, nằm im vậy đó quý vị. Mà ngủ giấc sáng thì thuyết pháp kịch liệt đó. Giảng cái đề giảng hình như là chịu khó chịu khổ thì mới làm Phật được, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà tất cả những cái chương trình mình tổ chức đúng là những kỷ niệm. Vì hãy coi lại đi, những buổi lễ giảng cực kỳ hay và vô cùng vui luôn. Coi lại mà nói mà ngồi đó ngã nghiêng mà cười, tại vì quá vui. Đây là những đứa coi là hết nè, thấy vui, công nhận đúng là nhìn thấy kỷ niệm quá trời luôn. Đúng là cuộc đời mình đi đến với cái cõi đời này quá ý nghĩa, quá ý nghĩa quý vị. Nó nên những người mà vợ chồng hạnh phúc, hay là chồng bỏ chồng chê, hay vợ bỏ vợ chê, chúng ta gặp Phật pháp thấy mình mừng quá. Tại vì mỗi cái đi đến cái cuộc đời này, duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa thôi. Nhưng cái đặc biệt của chúng ta ở trong cái cõi này, chúng ta đang sống đây, chúng ta phải sống làm sao để cuộc đời mình sống có ý nghĩa. Dù cho người ta có đem những cái gì khổ đau cho mình khổ hay không khổ là do mình quyết định chứ. Người ta cho mình khổ cái là mình khổ à, mình đâu có ngu. Đúng không? Người ta cho mình khổ cái là mình khổ à, người ta cho mình vui rồi sao dạy vậy à? Thằng chồng nó kêu vui đi em, cái mình vui. Thằng chồng nó kêu buồn đi em, cái mình buồn. Làm gì vậy? Làm gì mày kêu tao vui, mày kêu tao buồn, tao buồn. Tao có quyền buồn, tao có quyền vui được không? Cái quyết định là mình nè. Còn sống thì nhiệt tình, sống hết lòng đối với gia đình thôi. Chứ làm gì có cái chuyện chồng ở nhà thì vui, chồng đi thì buồn. Chồng ở nhà thì yên tâm, mà chồng đi thì lo âu. Làm gì chi vậy mấy bà? Sống gì chi cho nó khổ vậy? Nó có chừng nó muốn đi đâu nó đi chứ. Hiểu không? Mình có cản cũng được, mình người vợ sao cản chồng.
Không lẽ mình đi theo gàng buộc tao hoài, đi đâu cũng hỏi han, hỏi với nó nặng nề, nó chán, nó còn bỏ mình tim, đi nó không về luôn, thấy không? Cái đó là cái ý thích của người ta. Còn mình được quyền nói người ta, mình được quyền khuyên người ta về cái nhân cách sống sao cho rõ ràng. Còn người ta có cái quyền của người ta, có khi người ta nhìn vậy mà người ta còn thương mình hơn, tại vì người ta thấy mình là người hiểu chuyện. Còn mình cứ ràng buộc người ta, mình cứ là bó buộc người ta, bó buộc giết á, thì tức khắc nó mày gỡ tay ra được rồi nó chạy, hiểu không? Nên mình là người học Phật phải hiểu quý vị à. Nó đừng có bao giờ nói người ta cho tôi ra đau khổ, người ta làm tôi khổ đau, cái đó tự xem lại đi, tự xem lại ai cho ai, coi chừng mình cho mình nữa nghe. Từ hôm nay mình có quyền sống thật là vui nè. Dù là chồng đã xa mình mà cừ còn nhiều hơn ngày xưa có chồng nữa, được không? Ở đây bà nào mà không có chồng đâu đưa tay coi. Cũng nhiều ghê. Thấy chưa? Cũng nhiều lắm á. Thôi kệ, có nhiều bà cũng đừng đưa tay, đưa đây mấy ông thấy để ý. Hiểu chưa? Mấy dê hay cẳng á, nó nhìn mặt nó coi coi tên nào không có chồng. Biết à, tên này có chồng á, được rồi. Thì đưa tay đúng không? Đến đâu thử thì coi mày đưa tay nè, đúng không? Cạc á, nên hỏi vậy thôi chứ đừng có đưa tay lên hết. Đưa hai tay lên hết phim nó quay á. Nó quay xong mấy dê hay cẳng đi tìm. Nên nó hỏi, hỏi ô nàng, thấy bà đó đưa tay lên quá ha. Đưa tay lên là ý gì vậy á? Một là cái ý là thầy hỏi là không có chồng, còn hai là muốn có chồng. Hiểu không? Nó tìm mình đó nghe, quyền phức. Hỏi vậy thôi chứ một số bà đưa, chứ một số bà không được. Một số bà đưa là tự tin á, tự tin rằng là không bao giờ, không bao giờ đâu thầy. Dê mà đến là con hét nó chạy mắc dê. Hét nó đi, thấy không? Nó đến mà nhìn thôi. Nhìn dê, cái gì đâu nhìn, về đi. Nó nhà cửa hư, hư kệ tôi, giúp tôi leo lên tôi sửa. Hiểu không? Là gọi là dê chạy mất tiêu. Còn mình mà ò e với nó đó nghe, là nó đứng ngoài trước cửa, nó kêu. Là ý nó kêu cái tiếng e đó là biết gì chứ không? Con dê nó kêu e. Mà e là gì? E là em. Chứ sao? Là nó kêu cái chữ e là em, mà cái chữ e kia là em ơi, em ơi, thấy chưa? Cái tiếng là nó kêu rõ ra em ơi, hiểu không? Rồi cái tiếng dê nó kêu e, thấy chưa? Dịch ra là em ơi á, thấy chưa? Nó cứ kêu hoài á, mà mình không mở, nhưng mà nó ngay cái lúc mưa gió đó lỡ nó kêu có chừng nguy hiểm. Thường là lúc nguy hiểm nhất là mưa gió ấy vậy. Tại mưa gió thường lạnh lẽo. Mà thêm cái nữa là mình thấy mưa gió mình tội nghiệp, nên mấy con dê nó lựa nhiều lúc. Nắng không được thì lựa mưa, mà mưa không được lựa tối. Trời trăng không được lựa trời đêm 30. Trời tối. Thấy không? Nó lựa dữ lắm. Nên mình phải gài dựng cái tâm. Cái tâm gài dựng vẫn là quan trọng nhất. Đó. Bây giờ mình gặp Phật Pháp rồi, khoảng đời còn lại của mình sống cho đặc biệt. Thật sự mà nói, trong cái cõi đời này chúng ta đều là đi đến cái chỗ phải chết. Cái chết là cái quyết định cuối cùng của con người khi đến với cái cõi đời này. Không ai sống mãi trong cái cõi đời này. Và chúng ta là người hướng thượng, người thông minh và có trí tuệ, thì chúng ta hãy suy nghĩ trong cái khoảng đời, cuộc đời của người chúng ta, những khoảng thời gian để an vui và hưởng thụ trong cõi đời này được bao nhiêu thời gian? Thời gian quá ít. Chúng ta đã là người hướng thượng thì chúng ta phải chọn cái chỗ an vui mà tồn tại lâu dài. Chỉ có thế giới cực lạc là chỗ lâu dài nhất. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết này nói rằng là
Trong tất cả cái vô lượng thì không có vô lượng nào bằng vô lượng thọ. Nên danh hiệu A với Đà Phật còn một danh hiệu là vô lượng thọ. Tại vì tất cả cái vô lượng kia đều có, nhưng không có vô lượng thọ sao hưởng. Bây giờ chúng ta ở cõi đời này, bây giờ quý vị sanh ra rất giàu, giàu có vô cùng, nhưng quý vị chết rồi sao hưởng. Và cái thời gian làm giàu và đến khi được giàu thì thời gian đó là bỏ bao nhiêu thời gian. Và thời gian khi được giàu và thời gian để hưởng thụ thì chưa chắc được hưởng thụ. Tại giàu quá rồi phải bận tâm lo âu thì tiếp tục không được hưởng thụ. Và lay quay hu thì sắp sửa chết. Hu mà biết à, hu. Chữ hu là sắp chết, hiểu chưa? Sắp chết rồi. Nên hu, thấy không? Không có ai nói chuyện hu mà nói hu, không có gì đâu quý vị. Mà ai cũng nói chữ hu là hu, là cái chữ này sắp tới rồi đó, hiểu chưa? Hưởng không được nữa. Thì tính tới tính lui cả đời con người không hưởng được bao nhiêu việc đặc biệt gì trong cuộc đời này hết, đúng không? Nhờ có nhiều cô mà nghe những đức chia sẻ học pháp mà tâm đắc quá nè, có khi họ vỗ tay cô đơn. Cũng đừng nên ngại chi, ai cũng vỗ mình vỗ, đúng không? Cái chuyện này chuyện bình thường thôi. Giống có cô kia có nói rằng là thầy ơi, thầy chia sẻ học pháp mà có nhiều cô ngồi gần con cứ nói con là bà điên. Nói sao kỳ vậy? Cứ vỗ tay hoài, cười hoài. Nó kệ ai nói cô điên, điên miễn cô vui được rồi, đúng không? Và chị Đức hỏi lại cô có điên không? Nó dạ không. Đã là không điên vậy thì ta nói mình là bà điên. Mình nói à tôi điên đó là sao? Cái người mà đã không điên mà ta nói mình điên là mình sẽ nói à tôi điên rồi, tôi đã điên rồi. Hiểu chưa? À, tôi hơi chạm đường dây rồi nên tôi mới đi đến cái cõi này. Nếu tôi không chạm đường dây thì tôi đã về cực lạc rồi, đúng không? Phải rõ ràng không? Nên chúng ta đi đến cái cõi này đa phần chạm dây. Có điện, hiểu không quý vị? Chứ nếu như mà chúng ta bình thường thì chúng ta đi về cực lạc rồi. Quý vị nói đời này chúng ta ngồi đây nghe tịnh độ gì? Quý vị nói chỉ mới đời này, không có mới đời này mà ngồi được đây đâu. Quý vị biết đó, chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp nghe tịnh độ rồi, nghe Phật pháp rồi, bây giờ mới ngồi được ở đây. Nếu như chỉ mới đời này thì chưa chắc bị bước vô tới đây, đừng nói chi ngồi ở đây. Người đã nhiều đời nhiều kiếp bước đến chùa mà không vô nghe pháp thì người ta chỉ bước đến chùa, không bao giờ nghe pháp. Người nhiều đời nhiều kiếp chỉ có nghe pháp mà không hành trì thì người ta chỉ có nghe pháp mà không hành trì. Nhiều người nhiều đời nhiều kiếp nghe pháp mà hành trì cầu sanh cực lạc là nhiều đời nhiều kiếp họ cũng từng nghe pháp, hành trì cầu sanh cực lạc mà chưa được sanh. Vì sao họ được ba chỗ đó mà không được sanh? Vì cuối cùng họ không muốn sanh. Đó. Họ đi trên đoạn đường, gần hết đoạn đường muốn sanh, nhưng họ lại cuối cùng là không muốn sanh. Có sự trở ngại. Sự trở ngại khi cuối đời của họ rớt lại, đời sau của họ lại làm người mà vô cùng giàu sang, họ ít tu. Đời thứ ba của họ là người tệ hơn. Đời thứ tư của họ là đi đọa lạc một vòng thiệt là xa, rồi quay lại tiếp tục ngồi đây. Ghê chưa? Nên cái ý niệm cuối cùng cực kỳ quan trọng. Mỗi ngày bạn gầy dựng ý niệm gì quan trọng nhất? Bạn hãy xem lại lương tâm mình đi. Mỗi ngày bạn sống trong cuộc đời này, bạn vẫn còn tham sân si. Bạn nhìn rõ bộ mặt tham sân si này không tốt. Như vậy thì bạn gầy dựng cái tâm niệm gì mạnh nhất khi cuối đời bạn để phát triển ý niệm này? Hãy tự xem lại lương tâm mình đi. Bạn chọn ý niệm nào? Bây giờ chúng ta đoạn không được rồi. Như vậy thì câu Phật hiệu này cùng đua với tham sân si. Ai qua mặt thì thành công. Thằng tham qua mặt thì đẩy chúng ta đi vào lời quỷ. Thằng sân hẳn qua mặt thì đẩy chúng ta đi vào địa ngục. Thằng ngu si qua mặt thì đẩy chúng ta vào làm súc sanh.
A Di Đà Phật qua mặt thì đi về Cực Lạc. Thêm chút nói thằng A Di Đà Phật. Hiểu không? Nên từ nơi đó nghe, quý vị phải xem lại cái tâm niệm tín nguyện niệm Phật của mình gây dựng. Những đức không có nói bị đoạn chỗ đó, mà những đức nói quý vị gây dựng câu A Di Đà Phật. Nhớ. Giống như bây giờ bốn người đang đi đến, quý vị chọn người bạn để chơi đi. Bốn người đến với quý vị chọn người bạn chơi đi. Nếu như quý vị chọn đúng một người bạn chơi phù hợp thì ba người bạn kia tự ngại ngùng mà đi. Đã chọn được một người bạn rồi mà còn tiếc nuối ba thằng bạn kia thì gán chịu. Mình tiếc nuối nó đang đứng gần đợi mình. Đợi mình có chọn nó hay không? Chúng ta chỉ cần chọn đúng người bạn rồi gây dựng một người bạn. Bạn chúng ta, thầy chúng ta, người giúp chúng ta là A Di Đà Phật. Nếu như quý vị mà có cái tâm niệm này cực kỳ mạnh thì làm sao bị buồn? Ai dạy gì sống trong cuộc đời này buồn? Nghèo nó đã nghèo rồi, xấu nó đã xấu rồi, bệnh nó đã bệnh rồi, lé rồi, hô đã hô rồi, súng găng nó súng răng rồi. Cái gì ở trong cuộc đời này nó gặp phải nó đã gặp rồi. Vậy thì bị khổ, khổ nó có trở lại được cho mình không? Không đâu. Bây giờ hô, càng buồn thì càng hô. Như những đức ngày xưa, hô, càng buồn thì càng hô. Mà bây giờ vui, đỡ hô. Đúng không? Đúng vậy, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà vui lên thì đỡ hô. Thí dụ bị miệng méo, ngày xưa cái miệng méo kỳ cục lắm. Nhưng quý vị bây giờ niệm Phật mà thường vui, cái miệng quý vị bây giờ vẫn còn méo. Nhưng mà lạ thay, cái méo này có cái duyên. 100% là có duyên luôn. Ở bên Đại Tùng Lâm có thằng bé nó bị bệnh đau kìa. Nó vô chùa nó không nói chuyện được luôn cho quý vị biết á. Nó khù khờ đừng có nói nữa. Mẹ nó xin cho nó được ở và mẹ nó ở trong chùa. Và có một thằng anh hai ở bên Bảo Tháp, còn thằng này đi theo mẹ ở bên đạo tràng niệm Phật. Quý vị biết rằng mỗi ngày mẹ nó đi niệm Phật dẫn theo, mẹ đi niệm Phật dẫn theo, cứ như vậy mà dẫn theo. Như vậy mà niệm trong vòng nửa năm sau, cái thằng này nói chuyện được, bây giờ nó niệm Phật lớn, cực kỳ lớn luôn. Mỗi lần mà ăn cơm những đức niệm Phật là nó niệm qua mặt những đức cầm micro luôn. 100% luôn đó quý vị. Qua Đại Lâm thì coi có thằng nhỏ 11 tuổi bị bệnh đau, lanh, cực kỳ lanh, trong chùa ai cũng thương. Mỗi lần mà nó gặp những đức qua là chạy lại nó ôm chân, nó kéo chân những đức. Giống như nó quý thương những đức làm sao á. Vì biết rằng nó chuyển nghiệp rõ ràng. Mẹ nói thầy ơi, đúng ra con chỉ đưa con vô chùa để niệm Phật lai rai rồi thôi. Nhưng mà không ngờ từ thằng con này mà làm cho con tín tâm với tịnh độ. Ba nó bao nhiêu lần đến kêu gì à? Nhớ không? Cũng còn trẻ, lâu lâu muốn kêu gì à? Vậy đó mà bà nói không, ông về đi. Bây giờ con hai đứa nó được quá trời rồi. Ở nhà khổ quá, vô chùa mà sống đường gì, thôi được rồi. Ông cái gì ông lo chuyện của ông đi. Để cho con cái nó sống ở đây làm gì. Chứ ngoài ra gì lo cũng không có nổi cho nó. Thôi bây giờ đây tu mà được thầy lo gì, thôi tờ ơi. Ông kéo gì chứ, đã bao nhiêu năm tôi với ông được rồi. Cái tuồng hát này đã bao nhiêu năm mà ông cứ đòi hát hoài gì. Nó hát ra hai thằng cu tí này khổ muốn chết luôn mà bây giờ đòi hát hoài à. Thấy không? Thôi về mà lo làm đi, ông không tu được. Nếu ông mai mốt ông tu được thì vô đây thầy cho ở. Còn bây giờ ông về ông làm ông sống tì ông đi. Bây giờ hai đứa con ở nhà lo không có được, khổ quá. Cái này là khổ rõ ràng luôn, cô nói rất là khổ. Thôi được rồi, ông cứ lo chuyện của ông đi. Để cho con ở đây nó được gì là quá đặc biệt rồi. Không, mình hy sinh một chút đi. Không? Đó rõ ràng chưa? Nó bị bệnh đau đó mà giờ nó chuyển qua thành cái duyên luôn. Còn cái thằng đau 35 tuổi mới vô, mẹ cũng đưa vô nè. Đưa bên Bảo Tháp 35 tuổi cái mặt như nè. Khờ câm, vì nó chưa niệm Phật. Chưa niệm Phật không bằng thằng nhỏ, hay chưa? Những đức nói vị biết á, xấu cỡ nào chỉ cần quý vị có niềm vui khi chấp nhận. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, chúng ta được thân người và có khối óc của một con người và có tư duy của một con người, dù mang thân hơi xấu một chút. Bây giờ chúng ta hạ cấp một chút, đừng nên nhìn cao lên.
Nhìn cao lên thì thấy mình quá tệ, và thấy mình giống như là mình sanh đến đây là mình giống như là một người thê thảm đi. Đừng bao giờ cho mình thê thảm. Chúng ta hãy cho súc sanh quá thê thảm, khi nó không có một khối óc được như một con người, nó không có sự tư duy như một con người, nó muốn nói chuyện nói không được như một con người, nó quá thê thảm. Chúng ta còn hơn rất nhiều loài. Nếu như nhìn cao lên thì chúng ta thấy mình thấp hơn nhiều người, nhưng nhìn xuống thì mình nhìn mình hơn nhiều người. Nên chúng ta chấp nhận và sống vui, đúng không? Chấp nhận và sống vui. Thí dụ như bây giờ chúng ta cụt hai cái chân, chúng ta thấy mình cực kỳ thê thảm. Nhưng chúng ta thấy có những người cụt hai cái chân mà cụt luôn hai cái tay, thì chúng ta mới có cụt có hai cái chân thì chúng ta còn hơn người ta. Mình còn có hai cái tay, mình cụt luôn hai cái chân, mình dứt luôn hai cái tay, mình thấy mình còn hơn một số người vì mình còn hai con mắt. Phải như vậy mà đi xuống. Tiếp tục dứt luôn hai con mắt, mình nói mình còn hơn một số loài, mình còn có khối óc. Phải không? Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, chỉ càng mình chấp nhận cái việc mà nhân quả mình đến với cái cuộc đời này, để mình sống làm sao mà mình có niềm vui và biết niệm Phật, thì chuyển nghiệp, chuyển nghiệp là chắc chắn luôn đó quý vị. Đó, nghe gì rồi mỗi tuần chủ nhật phải nó hừng hực cái tâm không? Nó phải thấy mình hạnh phúc chưa? Nó nên nhiều bà mà đến gặp những đức nói: Thầy ơi, chùa Lai Quan Âm 4 ngày về chồng bò rồi. Làm sao đây thầy ơi? Thầy hôm qua gặp cái bà qua Bảo Tháp, bà tìm qua đây không thấy, bà chạy qua tới bên kia, bà lại muốn le lử mình luôn, không cho một cắt nữa. Vậy mà chồng bỏ đi tìm mình. Làm sao đây thầy ơi? Nhưng Đức nói tôi còn cái mạng nè, bà muốn cái gì? Trời ơi, thì bây giờ nó muốn thương, nó muốn bỏ là chuyện của nó. Còn bà bây giờ bà khóc lóc, bà đau khổ gì, bà nó có quay gì không? Bà quay gì không? Bây giờ bà đến bà tu bà lại Quan Âm xong rồi, biết đâu á, nợ của bà thiếu nó mà cũng khổ lắm đúng không? Bà nói khổ lắm nhưng mà thích khổ. Kinh khủng không? Giờ bó tay rồi. Khổ lắm nhưng mà thích khổ. Còn vậy thì bây giờ bà đến bà lại Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát thấy bà khổ quá cho bà hết khổ, nên điều thằng chồng đi chỗ khác cho bà vui. Không chịu đâu. Kinh khủng không? Rồi sao Nhân Đức nói thôi được rồi, để Nhân Đức chỉ bà 19 tháng 6 lỡ lại thêm 2.000 lại. Nó về bà hỏi thiệt không? Nhân Đức nói thiệt. Bà cứ đến lại 2.000 lại đi rồi nó về. Nó không về nhưng được về. Rồi bà chắp tay bà nói cảm ơn thầy, thầy nhớ nó không về, thầy về. Chị nó nói rồi cá với bà luôn đó, cho bà về đó. Nó không về nhưng được về. Chơi luôn. Vì sao? Vì mình làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát không thể nào để cho mình đi về thay chồng mà được. Hiểu không? Cái căn này chắc chắn là mình phải nặng hơn rồi, yên tâm đi. Bây giờ một bề với bà già ở đây sao mình đi theo bà được, nên chắc chắn rằng là chồng bà phải về. Nó mình chắc chắn vậy luôn rồi đó. Rồi xong á bà đi về bà còn nói một câu, nó không về thay về ghê. Cái bà này bà dai tới ghê thì trời là trời. Tôi mà hướng dẫn Phật tử mà gặp Phật tử nào cũng như cái bà này chắc tôi chết đúng không? Công dặn cái bà gì đâu mà kinh khủng vậy đó. Hỏi bà nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi rồi. Rồi à, mới có 31 tuổi rồi bởi vì bà đòi cho bằng được. Bà đòi chồng không về bắt mình phải về.
Đúng là ông thầy ông liều mạng thiệt luôn. Không cái kiểu này mà 19 tháng 6 xong rồi mà quý vị thấy nhà Đức Te tôi lại bị biết rồi. Thấy mấy buổi tiếng pháp mà không thấy tiếng pháp là ngồi xong. Kéo gì mất tiêu rồi. Vậy thì mình tu dở thôi quý vị, chịu thua thôi. Đúng không? Nó bây giờ mình thử kèo luôn. Thử kèo thì thử cái gì sao? Tại vì bà đeo thế mà, bà đeo theo bà khóc. Nó lại Quan Âm mà xong rồi bây giờ chồng bỏ. Từ nơi đó bắt buộc kêu mình phải sắp xếp phải chỉ giùm. Rồi trời chỉ sao bây giờ? Mình kêu bà 19 tháng 6 xong lỡ lại hai ngàn lại. Vậy mà bà chim vô câu là lỡ nó không về sao? Ghê không? Đúng là kinh thiệt. Cái này không phải đơn giản nha quý vị. Hiểu không? Cái chuyện này cái chuẩn bị mất thầy đó. Nói bây giờ cầu nguyện đi vì lại Quan Âm. Chuyến này mà tu kịch liệt luôn, hỗ trợ tinh thần. Chúng tôi 19 tháng 6 xong là sách vỏ chào quý Phật tử thầy đi. Đã hứa rồi thì không nuốt lời được. Lại xong á, lại xong hết trơn mà hai ngày sau bà lỡ bà nói chưa về á. Đúng là ghê quá hả? Nên mỗi một người mình quý vị đi đến với cái cuộc đời này nghe. Cái nhân cái quả trong cuộc đời này mình phải sâu sắc. Nên mỗi một cương vị phải sống cho đặc biệt trong cái cõi đời này. Chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi lắm quý vị. Đừng có mang cái bộ mặt u sầu. Có câu kia của thiếu nợ, trời thiếu nợ quá trời thiếu nợ luôn. Tự nhiên tu hành vậy, tự nhiên cái người ta giật của cải chân bắt đầu nổi lên thiếu nợ tùm lum. Thấy chưa? Ghê không? Cái sự khảo đảo trong cái cuộc đời này kinh không quý vị? Nợ nặng quá trời luôn. Bà đến bà gặp nhà Đức, bà nói thầy ơi, bây giờ con muốn sanh cực lạc mà nợ nặng đầy dẫy gì hết trơn. Rồi bây giờ nợ nặng còn thiếu nhiều vậy, rồi bây giờ có sanh cực lạc được không thầy? Nhà Đức nói Phật rước là rước, chứ không có nói cái nợ gì trong cuộc đời này. Vậy thì con á, vịt nợ con vô chùa con tu nghe thầy. Nó mà làm gì sai? Sai rồi. Bà phải làm nhiệt tình, có nhiêu bà trả người ta nhiêu. Hết lòng hết dạ bà có nhiêu bà trả nhiêu. Bà đừng có nghĩ cái số tiền này cao bằng núi. Bà chả biết khi nào mà hết. Bà đừng có nghĩ cái chữ hết. Mà bà hãy hết lòng bà. Ngày nào bà làm bà có bao nhiêu bà trả bao nhiêu cho người ta nhiệt tình hết mình. Phật Bồ Tát gia hộ cho bà vì cái tâm mà muốn tu. Có tu mà lại làm nhiệt tình, làm những niệm Phật, tự nhiên có sự chuyển xây 100%. Chứ bây giờ bà thiếu nợ người ta, bà vô đây bà tu bà vịt nợ người ta đi giảng sanh. Cái hành động này đối với tình lý không đúng. Nhưng mà cái đặc biệt của người tu mình cầu sanh cực lạc, nợ nặng bao la mình vẫn sống bình thường vui vẻ. Và làm nhiệt tình có bao nhiêu trả bao nhiêu, không cầu thêm gì hết. Cứ cả đời như vậy trả nợ cũng được. Rồi cứ niệm Phật cứ sống vui. Rồi cứ là như vậy mà tu. Khi cặn tử nghiệp Phật rước là rước cái tâm thức quý vị. Còn nợ thì nó đòi ai nó tìm kệ nó. Hiểu không? Vì thấy có cái tự tại đúng không? Có cái cởi mở rõ ràng rồi. Còn bây giờ quý vị mỗi ngày nặng nề âu sầu buồn bã bỏ tu. Nhưng Đức nói quý vị cũng khó trả xong nợ nữa. Nhưng mà cái chuyện giải thoát cũng mắc luôn. Mắc cả chì lắng chài không được cái gì cả. Còn hơn là bây giờ quý vị hiểu được nguyên lý này rồi. À thì ra là như vậy. Con cứ nhiệt tình hết mình con làm con trả nợ. Rồi con cứ tu tập bình thường. Cứ như vậy mà làm được đúng không thầy? Cứ như vậy mà làm cả đời cũng được. Nhưng mà khi cuối đời giảng sanh sẽ giải quyết được việc. Giảng sanh sẽ giải quyết được việc. Quý vị nhớ nè, cái công đức niệm Phật này không thể nghĩ bàn đâu. Cho quý vị biết đó, có những khi mà nợ nặng chồng chắc giải quyết không xong. Như vậy mà tu hành niệm Phật á, vị tin đi rồi quý vị sẽ thấy à, nó có những cái chuyển xây mà ngoài sức tưởng tượng quý vị luôn á. Bây giờ điển hình những đức cứ nói hoài ngay chỗ những đức nè. Cái này là những đức nó ngoài sức tưởng tượng của bản thân mình rồi. Không thế nào mà tưởng tượng nổi luôn. Đi tu chưa bao giờ dám nghĩ. Cái việc hôm nay mà mình làm đến cái mức này trời trời. Không thể nào ngờ được. Mà bây giờ đã làm được rồi. Thì thấy không? Chỉ có niệm Phật á. Rồi cái duyên niệm Phật quý vị coi bây giờ. Thí dụ như quý vị
Bình thường gì quý vị đi đến gần gũi hòa thượng mình để làm quen hòa thượng mình hả? Làm sao quý vị đi đến làm quen hòa thượng rồi làm việc chung với hòa thượng? Tự nhiên quý vị dùng mọi cách thông minh gì đủ cách để bị gần gũi hòa thượng để mà có chùa chiền đồ để nuôi người ta, bị làm được không? Không được đâu. Vì có chân thật niệm Phật thôi, cái nhiệt tình niệm Phật thôi mà tự nhiên á Phật Bồ Tát chuyển xây cho quý vị à. Cái này là những đức thấy 100% luôn. Từ cái chuyện mà những đức càng ngồi suy nghĩ ra, những đức thấy đúng là bổn nguyện Phật Bồ Tát. Sắp xếp thì thôi tròn vẹn viên mãn, đừng có nói nữa. Nó quá viên mãn luôn. Bây giờ những đức điển hình gì thôi quý vị thấy rõ ràng viên mãn rồi nè. Những đức lại là người có duyên thuyết pháp mà có duyên nuôi người, mà không có duyên xây chùa. Hòa thượng lại có duyên xây chùa, mà hòa thượng mình lại ít thuyết pháp. Mà bây giờ hòa thượng lại là lớn tuổi, mà Như Đức lại trẻ tuổi. Thấy cái sự ghép chưa? Ghép đặc biệt, đừng có nói nữa. Bây giờ nếu như mà hòa thượng mình mà tuổi ngài khoảng 50 mà Như Đức khoảng 42, cái này là có vấn đề nghe, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Không có dễ đâu, tại ngài mới có 50 mà mình 42. Mà nếu như mà một chỗ gì mà có hai người, không có được rồi đó. Nhưng mà bây giờ hòa thượng ngài lớn quá, bây giờ lúc nào mình cũng coi ngài là cha, là ông nội hết. Vậy thì sao mà không được? Sao cũng được hết trơn. Sao mình cũng nhịn ngài được hết? Tại người lớn tuổi, đáng tuổi cha, đáng tuổi ông nội mình thì được rồi, đúng không quý vị? Nhưng bây giờ nếu như bây giờ mà hòa thượng 50 những đức 42 tuổi là tuổi này nó ngang ngang nha quý vị. Thì bây giờ người xây chùa, người cũng nói chuyện Phật pháp được, dân những đức nuôi người được, những đức cũng thuyết pháp được, mà hai bên này thì những đức cũng nổi bật, hòa thượng cũng nổi bật, thì khó lắm quý vị. Cái tâm mà nó còn danh lợi khó sống với nhau lắm, hiểu chưa? Nhưng mà Phật sắp xếp hòa thượng 80 mấy tuổi, mình đi đến đây lúc đó 30 mấy tuổi, thì vị thấy rằng mình như con cháu, như học tròn còn nhỏ nhất đi, thì hòa thượng dạy thì mình chân thật mình nghe. Dù mình có lì cái nào lì với cái tính của người mình, thì mình cũng phải suy nghĩ lại là hòa thượng ngày lớn tuổi, ngày tu nhiều chục năm rồi, ngày vẫn kinh nghiệm hơn mình. Con người mà nó vẫn có cái lì đòn như ngựa chứng thì mới là ngựa giỏi. Nhưng muốn thu phục được ngựa chứng phải có thời gian. Chứ con người mà nó không phấn đấu sao người giỏi được quý vị? Con người mà nó có cái tâm háo thắng thì con người này nhất định là người giỏi. Người giỏi nó mới háo thắng, mà nó có quyết chí, nó giỏi nên nó mới kiêu ngạo. Mà mình thu phục được cái sự kiêu ngạo của nó thì nó mới là tương lai là ngựa chiến. Phải nhớ. Nên những đức thấy rõ ràng là những đức đi tu là Phật sắp xếp mà đặc biệt tuyệt vời, đừng có nói nữa. Nên cái duyên mình bây giờ những đức thấy mình vừa bụng lắm rồi. Cứ như vậy mà tu thôi. Bây giờ cái duyên nhà đức mà chia sẻ Phật pháp đó quý vị. Bây giờ quý vị coi đi. Chùa mình lâu lâu bây giờ nhà đức sắp xếp những đức giảng buổi cho chúng chùa, quý vị coi. Cái đơn giản thôi mà là chúng trong chùa thôi đó, mà quý vị nhìn cái hội chúng không? Người ta là giảng sư mà một buổi giảng người ta mà nhìn cái hội chúng mà đi đến nghe mà kiếm cái hội chúng gì cũng là khó tìm ra đó. Mà trong khi chùa mình thôi, lâu lâu nhà đức muốn giảng à, nghỉ tu chiều nay tập trung lại, thì lỡ ngồi nguyên một chánh điện đầy kính hết trơn quý vị coi, trang nghiêm đẹp vô cùng quý vị coi. Muốn qua bên Đại Tùng Lâm thì tập trung lại thì một hội chúng nữa, qua bên chùa mới thì tập trung lại, qua Bảo Tháp thì cũng 100 mấy chục người tập trung lại, đều có buổi giảng hết. Quý vị thấy những đức còn gì là mai một nữa, làm sao mai một được buổi giảng những đức, hiểu không? Rõ ràng không? Nuôi con người là rõ ràng chưa? Nuôi con người là tự nhiên cái nhân nuôi thì sao thì cái quả người ta đến với mình vậy. Mà chùa chiền lại thương yêu nhau, quý nhau vô cùng. Bây giờ nói tròn vẹn hết thì không có được, nhưng mà gì là quá được rồi. Giữa những đức cùng với quý thầy chùa, anh em nhau cỡ nào cỡ, mấy ổng cũng không có dám quá đáng. Tại vì sao? Những đức nhiệt tình lo quá, sao quá đáng? Quá cực lực nhiệt tình rồi. Mà chuyện mình làm mấy ông thấy rõ ràng rồi, còn gì quý Phật tử gì cũng thấy. Ông thầy này ông nói ông làm. Quý vị thấy lại Quan Âm với quý vị không? Lại mà tụt quần luôn. Phải tụt quần không? Phía sau thấy kéo quần hoài phải không? Mới bảo lại phía sau thấy kéo quần mới bảo là bà này quay qua kia, bà quay kia bà nọ nữa. Mình biết trước mình lại mình biết. Biết thế nào cũng quay lại rồi. Ngộ ghê. Mà lại bây giờ lại chút đổ mồ hôi quý vị. Rồi xong cái chân nó cứ đạp cái ốc. Đạp chút thì tụt quần chứ sao. Mà không kéo lên đặng nó tụt tuốt dưới luôn à. Quý vị coi á, nó không đơn giản đâu nghe. Nó đủ cách, y áo mà nó ướt rồi, nó chèm nhem tút nhút luôn quý vị.
Trời ơi, y áo mà nó ướt rồi nó nặng thêm cơ thể mình. Nó ướt xong nó ráo lại, bắt đầu da nó rát quý vị. Vì đổ mồ hôi quá nhiều da nó rát. Quý vị coi những đứa mập vậy mà lại xong mà quý vị nhìn mặt như đứa ốm luôn. Tại vì nó ra mồ hôi đến mức mà giống như nó giống như bây giờ bình thường vậy đi. Mình nhúng cái khăn vô nước, mình thấy cái khăn nó tròn trịa đúng không? Mà mình vác nước một cái mình thấy cái khăn nó mỏng lại đúng không? Thì bây giờ cơ thể mình mà nó ra mồ hôi đến mức vậy, nó bị hốc hác cái gương mặt liền, thấy chưa? Những đứa coi thấy rõ ràng mà quý vị biết nó dùng sức cỡ nào chưa? Nên bởi vì có nhiều người ta nói tờ hay quá, 2000 lại. Nói trời ơi mấy ông làm cũng không đơn giản đâu, chứ không phải cầu danh cầu lợi gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ mình có cái duyên này, thôi mình tập trung được người ta gì cũng là không có dễ. Quý vị hồi xưa giờ thấy người ta một ngày một buổi thì được chứ. Nói cái chuyện mà 4 ngày mà Phật tử nằm lăn nằm lóc để mà cùng tu với ông thầy, chuyện này là quý vị cũng thấy, việc này cũng là hy hữu khó gặp rồi đó. Đúng không quý vị? Tại vì thấy ông thầy nhiệt tình quá nên ông thầy không đi đâu nó chạy theo đó. Thấy ông thầy chịu tu quá, chứ người ta cũng mệt, mình mệt nên người ta không mệt. Mà những đứa mệt còn về phòng, còn có cái phòng nằm ngủ đồ đàng hoàng, có máy lạnh nữa ngon lắm. Còn quý vị coi người ta bị mũi cắn, người ta nằm lăn nằm lóc nực nổi nóng vô cùng luôn. Vậy mà sáng là tự nhiên thấy người ta ngồi trước những đứa nữa. Quý vị coi cái tâm này không thương người ta còn gì nữa quý vị. Không có trách cái gì được, những đứa nó không có trách cái gì chứ. Tại vì sao? Cái tâm đó người ta dành cho mình mà trách cái gì? Dù những đứa mệt mà về cái là có người lo lắng, nào là cháo lao nước nôi đem được tới chỗ. Dù mệt cỡ nào chăng nữa với cái sức này cũng hồi phục mau. Nó thì thật sự mà nói mình thấy mình vẫn ưu ái hơn. Phật tử thấy nằm lăn nằm lóc, thấy nằm chặt chọi, về mà khi nhảy xin bún tắm không có tắm được, chặt chọi quá trời. Vô đi tiểu mà khi phải chờ đợi. Chứ đừng có nói khó khăn quá trời luôn vậy đó. Mà ta nằm lăn nằm lóc về đây mà nằm gốc cây, nằm ngoài sân tùm lum tùm la. Quý vị coi nhìn cái tình cảnh như vậy, quý vị thương người ta không? Quý vị cảm thấy rằng mình phải cố gắng không? Trời ơi, ở đâu mà tìm ra được một cái hội chúng mà nhiệt tình đến cái mức này? Quý vị thấy hội chúng của người ta hướng dẫn giỏi lắm, ngồi nói chuyện này kia, nghi lễ một chút đi về mất tiêu. Chùa mình bắt tu, nghe pháp thì nghe pháp một tiếng mấy đồng hồ, rồi niệm Phật, rồi ra bóng sanh cúng điếu thực, thời gian ít gì cũng 2 tiếng mấy. Thời gian giá chót cũng 2 tiếng mấy, trước thời gian bị ngồi nó tính ra 3 tiếng đồng hồ, bị lên trên chánh điện. Mà một ngày 4 thời như vậy, tối người ta còn lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Xong lại xong mồ hôi một cây ướt mình ướt mẩy, chạy đi kiếm gì ăn. Cơm nước đồ nhiều khi cũng nấu nhiều quá khô khan, đồ ăn đồ uống đồ khó khăn. Nước nôi có khi uống mà có khi còn thiếu. Quý vị coi mọi mặt người ta khó vậy mà người ta về người ta tu vậy. Bây giờ mình có bỏ mạng mình tại chỗ mình cũng làm cho tới, đúng không? Con người mình nó phải vậy đó. Tại sao những đứa có một lượng Phật tử mà nó kinh khủng vậy? Tại những đứa kinh khủng nó mới có lượng Phật tử vậy. Còn người ta đâu có kinh khủng đâu. Người ta một buổi một ngày một chút là xong rồi. Người ta nhiêu bao nhiêu tâm đưa cho Phật tử thì Phật tử trả lại bao nhiêu à. Những đức cái tâm những đức dành cho Phật tử bao nhiêu người ta trả lại cho những đức bao nhiêu à. Những đức chịu tu thì cái lượng Phật tử tu người ta chạy đến với những đức à. Cái này là rõ ràng 100% rồi, quý vị thấy rõ ràng luôn. Những đức không sợ chết là gì, nó thiệt mà. Lại mà quý vị có nhiều người người ta nóng ruột, người ta nói câu trời con thấy thầy lại nóng ruột quá, thầy la gì đâu mà kinh khủng quá, con sợ thầy giữa từng thầy la đức sợi dây la cái bụp. Cái bà hù mình kinh khủng như trời là trời. Thôi bà nói gì cái chuyện này tôi sợ. Bà nói lại đi, tin Phật Bồ Tát thì bà nói đức sợi dây la làm chi vậy? Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị nghe được Phật pháp rồi, tịnh độ này thù thắng lắm, gầy dựng tính tâm tính nguyện cho mạnh đi, rồi sống trong cuộc đời này đừng có đòi hỏi nó tròn vẹn quá. Đụng sự cái sự việc gì xảy ra với chúng ta đều dùng cái câu thử thách mà thôi, rồi trả nợ hết đi, rồi quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh